chương 696. Bạch Tiểu Thuần ông quyền cúi đầu thật sâu. Nếu là lúc khác việc này không có khả năng, hiện tại lòng người bàn hoàng, đội trưởng do dự sau đó nhìn bác Tiểu Thuần thật sâu. Bạch Hạo huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi trước. Đội trưởng thở dài, hắn tự nhiên nhìn ra Bạch Tiểu Thuần có bí mật nhưng hắn không quan tâm, cho dù Bạch Tiểu Thuần giết phạm nhân cũng không ai hỏi thăm, hiện tại ném ho Bạch Tiểu Thuần một tấm lệnh bài, hắn không hề lưu lại, lập tức cùng với các lính canh chạy ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài mở cửa nhà giam, điều chỉnh tâm tình bình tĩnh. Hắn biết rõ nếu mình có chút sơ suất sẽ gây ra đại sự to lớn. Hiện tại đã hạ quyết tâm, nghiến răng chạy về chỗ lão giả có cái bớt trên mặt, hắn âm thầm truyền âm với tiểu Ô Quy, liên tục xác định lão gia hỏa kia có tu vi kết đang mới gia tốc chạy về. Lúc nhìn thấy sắp tới nơi, Bạch Tiểu Thuần vẫn không yên lòng, thừa dịp tiểu Ô Quy không có chú ý, bạch tiểu thuần thấp giọng lên tiếng không được việc này quá mạo hiểm đây chính là bán thần đấy nếu ngươi phán đoán sai lầm ngươi không có việc gì có thể tùy thời đào tẩu nhưng cái mạng nhỏ của ta xong rồi tiểu ô quy ngươi đi ra tiến vào trong tay ta ta cầm lấy ngươi như vậy gặp nguy hiểm hai ta cùng vượt qua đánh cướp bán thần ngươi phải xuất thành ý mới được tiểu ô quy nóng vội bảo vật nghe bạch tiểu thuần nói thế mắt nhìn nhà giam bản thể cự quỷ vương cách đó không xa, nó không suy nghĩ nhiều, thân thể bay ra khỏi túi trữ vật đáp xuống trong tay Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần cầm lấy. Nhanh lên nhanh lên, ngươi có nhiều việc quá, con bà nó, chuyện tốt cướp đoạt bán thần, quy gia ta thực không rõ ngươi còn do dự cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi không mạo hiểm thì làm sao có thu hoạch. Tiểu ô quy răng dậy và thúc giục. Ta chỉ muốn bảo đảm àm thôi, quy gia ngươi lượng thứ cho ta, Ta còn nhỏ tuổi, lão nhân gia ngươi chớ để ý tới." Bạch Tiểu Thuần nói một tiếng, hắn vừa nói vừa chạy tới nhà giam bản thể Cự Quỷ Vương. Tiểu Ô Quy lần đầu tiên thấy Bạch Tiểu Thuần thuận theo mình như thế, nội tâm thoải mái, đắc ý, suy nghĩ bản thân mình sau này phải huấn đạo Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn, dùng chuyện này chứng minh mình anh minh thần võ. Ngay thời điểm Tiểu Ô Quy đắc ý, Bạch Tiểu Thuần đã bay tới gần nhà giam Cự Quỷ Vương vừa tới gần lão giả bớt đỏ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt mang theo hào quang lạnh lùng. Trên người hắn có khí tức bế nghệ thiên địa nhìn chầm chầm vào bạch tiểu thuần. Ánh mắt kia giống như đang nhìn con sâu cái kiến. Nhưng không đợi lão giả mở miệng nói cái gì, bạch tiểu thuần không do dự vung lệnh bài trong tay, trong nháy mắt mở cửa nhà giam, cũng không chờ tiểu ô quy nói cái gì, bạch tiểu thuần hét lớn. Lão gia hỏa, ăn ám khí của ta. Hắn hét lớn, Bạch Tiểu Thuần vung cánh tay như ti chớp, hắn ném Tiểu Ô Quy đang đắc ý vào trong nhà giam, ném thẳng vào mặt của lão giả bớt đỏ. Tất cả gọn gàng và linh hoạt, vô cùng mạnh mẽ, sau khi ném xong, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa nhà giam lại. Trong lúc đóng cửa hắn lui nhanh ra phía sau, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nhà giam. Thậm chí một khi hắn thấy không ổn sẽ lập tức chạy thoát. Tiểu ô quy, ngươi đừng trách ta, ngươi bất tử bất diệt nhưng ta không phải nội tâm bạch tiểu thuần tự khuyên mình hắn cũng không cảm thấy xấu hổ bạch tiểu tử ngươi 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 tiểu ô quy trận tròn mắt cho dù thế nào nó cũng không nghĩ tới bạch tiểu thuần âm hiểm như thế lại ném bản thân mình đi như vũ khí a à, a à, bạch tiểu tử ngươi quá vô sĩ rồi hèn hạ vô sĩ tiểu ô quy nổi giận nhưng không có cách nào hiện tại nó lao thẳng vào mặt cự quỷ vương càng rỡ. Bản thể cự quỷ vương nhíu mày, hắn quát lớn sau đó nâng tay phải lên. Oanh, tiểu ô quy đâm vào người cự quỷ vương, cho dù bị ngăn cách cách nửa trường, dường như chỗ đó có một tầng ngăn cách làm thân thể tiểu ô quy hơi ngừng lại, tức giận trong lòng nó không giảm bớt, ngược lại quát tháo cự quỷ vương càng lớn. Cự quỷ vương, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này thì không ai biết sao, ngươi có thể lừa gạt người khác, ngươi không có khả năng lừa quy gia ta nhanh mang bảo bối của ngươi giao cho quy gia ta bằng không quy gia đập chết ngươi tiểu ô quy trống to thân thể rung động và bay thẳng về phía trước oanh trực tiếp đụng nát bình chướng cách cự quỷ vương nửa trượng ngay sau đó thân thể nó đâm thẳng vào người cự quỷ vương ngươi là ai cự quỷ vương nghe tiểu ô quy nói thế sắc mặt biến hóa không còn lạnh lùng như cũ thậm chí trong mắt còn mang theo thần thái không tưởng tượng nổi hắn đúng là cự quỷ vương Hắn bố trí thân phận phạm nhân cho mình vào 200 năm trước, lại có trận pháp che chở, hắn tự nhận mình làm không có chút sơ hở nào, phân thân gặp mặt người khác, bản thể ở nơi đây, cuối cùng bị người khác nói toạt sự thật làm hắn khủng hoảng. Ngay sau đó sát ý bộc phát dữ dội, trong nháy mắt tiểu ô quy tiến đến, hắn nâng tay phải điểm vào tiểu ô quy. Trận lên, tiêu tan. Vào lúc cự quỷ vương lên tiếng, con rùa đã chấn động, sau chấn động chính là khí thế không cách nào hình dung, giống như có quái vật đang ngủ say thức tỉnh, trên ngón tay Cự Quỷ Vương ngưng tụ thần thông có thể hủy diệt tất cả. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, vào lúc này tiểu ô quy mở to mắt và hét lớn. Bất diệt. Nó vừa nói ra lời này liền sinh ra tiếng nổ, cùng lúc đó ý chí bất diệt ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt tất cả khí thế biến mất hoàn toàn. Cự Quỷ Vương khiếp sợ khi nhìn thấy việc này, Hắn hoảng sợ không tưởng tượng nổi, cũng không chờ hắn kịp phản ứng, tốc độ tiểu Ô Quy quá nhanh, tiểu Ô Quy đâm vào ngực Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo lui về phía sau vài bước, hắn khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, diệt cho ta. Cự Quỷ Vương sợ hãi, hắn lại điểm một chỉ vào tiểu Ô Quy, trận pháp trong rùa đá không có phản ứng, sắc mặt Cự Quỷ Vương tái nhợt không còn chút máu trái tim hắn đập rộn, hắn không nhớ đã bao lâu mình không khẩn trương như thế. Cảm giác nguy cơ chưa từng có xuất hiện bao phủ toàn thân. Việc này còn nghiêm trọng hơn cả ba đại gia tộc liên hợp phản hắn. Việc nải nải của ngươi. Tiểu ô quy rướng cổ cười ha ha, nó lại tấn công lần nữa. Chương 697 Lúc này bên ngoài phòng giam, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, đôi mắt sinh ra hào quang sáng ngời, hắn ngửa mặt lên trời cười to hắn biết rõ người này chính là cự quỷ vương hiện tại cũng chỉ có tu vi kết đan trận pháp mất đi hiệu lực chẳng khác gì con hổ không còn nanh vuốt bạch tiểu thuần triệt để yên tâm hiện tại hắn mở cửa nhà giam và đi vào bên trong đương đương cự quỷ vương lại giả thành phạm nhân trốn tới nơi này cự quỷ vương ta khinh bỉ ngươi bạch tiểu thuần đắc ý hất cầm lên bộ dạng trời đất bao la ta là lớn nhất hắn ngạo nghễ nói với cự quỷ vương bạch hạo ta xuất hiện, cự quỷ vương cũng muốn tan thành mây khói, hạt hạt. Bạch tiểu thuần cười to, khí tức to lớn trên người cự quỷ vương trung động, nội tâm của hắn lo lắng, ánh mắt mang theo âm lãnh, dù sao hắn cũng là bán thần, cho dù là hiện tại cũng không mất đi uy nghiêm của mình. Bạch hạo. Hắn muốn lên tiếng, nhưng không đợi hắn nói gì, bạch tiểu thuần đi lên một bước, hắn nâng tay phải hất một cái. Đùng, hắn vỗ vào đầu cự quỷ vương trong nháy mắt phong ấn tu vi cự quỷ vương ngay sau đó tiểu ô quy bên cạnh gào to cướp đoạt hắn cướp đoạt hắn cự quỷ vương nghe xong tức giận toàn thân run rẩy hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần ánh mắt mang theo sát ý lúc sát ý vừa xuất hiện bạch tiểu thuần đi tới đá cự quỷ vương bay vào vách lại nhặt chiếc nhẫn trữ vật trên người cự quỷ vương hắn không ngừng tìm bên trong nhưng không có cái gì chỉ có một cái trữ vật giới chỉ bạch tiểu thuần bất mãn Cự Quỷ Vương bị nhục nhã chưa từng có, nội tâm hắn tức giận khó diễn tả bằng lời. Trước kia Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn chỉ là con cờ không có ý nghĩa mà thôi. Hắn muốn ném vào để trò chơi thêm thú vị, vì vậy tùy ý bố trí, muốn giết cứ giết, tùy ý bóp nát cũng được, vận mệnh chỉ bằng vào ý niệm của hắn, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng con cờ không có ý nghĩa lại phá tan tất cả tính toán của hắn. Biến hóa tương phản và cảm giác nguy cơ làm cự Quỷ Vương không cam tâm hắn là bán thần kế hoạch của hắn vốn không chê vào đâu được nhưng hôm nay lại rơi vào cảnh này thay đổi những người khác sợ rằng đã điên cuồng dù sao hắn cũng là cự quỷ vương hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch tiểu thuần trong nháy mắt hắn tỉnh táo tiểu ô quy đã gào to chuyện tìm bảo bối này bạch tiểu tử ngươi không được nói xong tiểu ô quy bay thẳng về phía cự quỷ vương nháy mắt xuyên qua người của hắn vào lúc xuyên qua từng món vật trống rỗng xuất hiện chúng đều rơi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một cây trường thương màu đỏ, một ngọc giản màu lam, còn cái bảo bình nhiều màu sắc. Trừ những thứ này ra, còn có một tảng đá màu đen. Nhìn những vật phẩm rơi xuống, sắc mặt Cự Quỷ Vương biến hóa, gương mặt hắn khó nhìn tới cực điểm, tâm thần ức chế không chịu nổi, những vật phẩm này hắn giấu trong không gian của mình, trừ hắn ra. Không người nào có thể tìm tới, Tiểu Ô Quy không ngừng chuyển đồ vật ra ngoài. Ngươi Cự quỷ vương hít thở dồn dập, trong mắt mở to, những vật phẩm này không nhiều, bất cứ thứ gì cũng là bảo vật kinh thiên. Trường thương màu đỏ là pháp bảo thành danh của hắn, không phải thiên nhân không thể dùng, dùng thiên ngoại vẫn thiết tạo thành, ẩn chứa mười ức cấm chế, quy lực to lớn, còn là pháp bảo thượng đẳng trong hàng ngũ bán thần. Ngục giảng màu lam nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế ẩn chứa truyền thừa chi đạo của hắn, cực kỳ trọng yếu, bảo bình tên là càng không nhất khí bình, không phải thiên nhân không dùng được trong tay thiên nhân có thể thu nạp vạn vật chúng sinh luyện thành đại dược lúc trước hắn đạt được bảo vật này đã bỏ ra cái giá lớn thậm chí lần này cửu u vương ra tay cũng là vì vật này về phần hòn đá màu đen vật ấy độc nhất vô nhị thiên hạ ngay cả hắn cũng không biết lai lịch truyền thuyết là di vật của khôi hoàng hắn âm thầm đạt được mà không có ai biết mấy loại vật phẩm này có thể nói là tài phú lớn nhất của hắn hiện tại bị tiểu ô quy mang ra Cự Quỷ Vương không lo lắng không được. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, tranh thủ thời gian cầm lên xem xét, sau khi xem nhưng không nhìn ra cái gì. Vả lại cũng không thể thi triển, phía trên có ấn ký của Cự Quỷ Vương, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra những vật phẩm này không tầm thường. Có thể bị Cự Quỷ Vương cất giấu như thế, nhất định là bảo bối. Cho dù ta không dùng được, lần sau cũng có thể sử dụng. Bạch Tiểu Thuần vui thích thu hồi vào tay mình tiểu ô quy vô cùng đắc ý nhìn sang cự quỷ vương trước mặt quy gia còn muốn giấu đồ vật nằm mơ cự quỷ vương khống chế tâm tình của mình hắn hiểu kết quả đã như thế mặc dù tức giận ngập trời cũng không thể giải quyết vấn đề gì cho dù nội tâm đang rỉ máu cũng chỉ có thể nghiến răng bảo mình khôi phục bình tĩnh mục đích của ngươi là cái gì cự quỷ vương thở sâu hắn nói ra từng chữ một mặc dù tu vi suy yếu hơn nữa sinh tử không do bản thân khống chế sau khi bình tĩnh thì đôi mắt thâm sâu mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm lúc hắn nói chuyện sau khi bạch tiểu thuần nhìn hắn như thế thì chột dạ nhất là nghĩ tới thân phận và tu vi của đối phương là bán thần hắn cũng sinh ra tâm thần bất định làm ta sợ bạch tiểu thuần khẩn trương ngay sau đó bản thân cảm thấy xấu hổ suy nghĩ đối phương đã như vậy rồi còn sợ hãi lại nghĩ tới đối phương xem mình là quân cờ thì giận dữ hơn nữa bên cạnh có tiểu ô quy đang khinh bỉ nhìn hắn. Bạch tiểu thuần liền tức giận, thẹn quá hóa giận đi lên tác vào đầu cự quỷ vương. Nhắm mắt lại nói chuyện. Bạch tiểu thuần tức giận, sau đó liếm liếm bờ môi nhìn cự quỷ vương đang tức giận run rẩy. bạch tiểu thuần có cảm giác kích thích. Đầu bán thần bị ta đập qua, cảm giác thật kích thích và hưng phấn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa đốt, bởi vì kích thích cho nên hắn vỗ thêm một cái không nghe lời có đúng không, nhắm mắt nói chuyện với ta. Bạch Hạo, ngươi muốn chết. Cự quỷ vương sắp nổi điên, nếu hắn khôi phục tu vi tuyệt đối sẽ chụp chết Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt đối đánh lại mây trăm cái, hắn muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ hậu quả dám vỗ đầu hắn là gì. Còn uy hiếp ta, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi đừng ép ta, ta là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao, một khi ta nổi giận, chính ta còn sợ ta. Chương 698 Bạch Tiểu Thuần rất thích hưởng thụ kích thích như vậy, mắt thấy cự quỷ vương lại dám uy hiếp bản thân, hắn nổi giận trừng mắt, hắn nâng tay phải muốn cầm phát tình đang cho cự quỷ vương ăn. Cự quỷ vương nhìn thấy biểu lộ điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần thì ánh mắt lóe sáng, nội tâm cả kinh, nhớ tới bản thân nghe nói Bạch Tiểu Thuần chính là hát tiên của Ma Lao. Hắn lập tức hối hận, nghĩ đến bản thân đường đường cường giả bán thần, cự quỷ vương sừng sững, hiện tại bị tiểu nhân vật tra tấn như thế, hắn run rẩy nhưng hận nghiến răng miễn cưỡng làm bản thân bình tĩnh bạch hạo ngươi có mục đích gì nói đi chẳng lẽ ngươi phản bội bạch gia cũng là âm mưu cự quỷ vương kiệt lực khống chế bản thân không tức giận hắn cố gắng bình tĩnh lại trong lúc nói chuyện hắn còn nhìn hai tay bạch tiểu thuần nội tâm cực kỳ bi phẫn sợ lại trêu chọc bạch tiểu thuần liền bị vỗ đâu cái gì âm mưu chó má cự quỷ vương ngươi nghe kỹ cho ta bạch gia gia ngươi muốn bạch tiểu thuần nói tới đây không chờ hắn lên tiếng đột nhiên lao ngục khu đinh chấn động ngay sau đó đại môn nhà giam bị đánh tan bạch tiểu thuần biến sắc lúc ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy có mấy thân ảnh đang đứng trước cửa lớn lúc này có tiếng trống thù hận không đội trời chung vang lên trong nháy mắt quanh quẩn bốn phương bạch hạo giờ chết của ngươi tới rồi ngươi nói chuyện là tộc trưởng bạch gia bên cạnh hắn có không ít người bạch gia bọn họ đều đi tới khu đinh sắc mặt bạch tiểu thuần biến hóa tiểu ô quy biến sắc truyền âm mang theo hàng đi bọn chúng đến quá nhanh quy gia sắp không khống chế nổi trận pháp nơi này bạch tiểu thuần hít sâu một hơi trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo hắn không do dự bóp cổ cự quỷ vương và dùng tốc độ cao nhất chạy đi bạch tiểu tử giao lệnh bài cho ta tiên sư bà ngoại nhà nó chứ dám phá hư khoảng khắc ăn cướp thần thánh của ta quy gia ta mở hết nhà giam cởi bỏ tất cả phong ấn để bọn chúng chơi. Tiểu ô quy lập tức trống to. Không được. Ngươi không được thả đám phạm nhân nơi đây sau khi bọn chúng được cởi phong ấn. Chẳng những sẽ không đánh bạch gia, thậm chí có không ít người xông về phía ta đấy. Bạch tiểu thuần sụ mặt, hắn là hắc tiên, có không ít phạm nhân bị hắn tra khảo, bọn chúng tuyệt đối hận mình muốn chết. Nghe bạch tiểu thuần nói thế, tiểu ô quy cũng mở to mắt, bạch tiểu thuần cảm thấy đau buồn, hắn lắc đầu mang theo cự quỷ vương chạy đi. Nếu như tránh không khỏi, ta liền lao ra. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể hắn hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt bốn phân thân xuất hiện, cùng lúc đó tất cả pháp bảo trên người hắn bộc phát khí tức kinh người, mặc dù Kim Văn luyện linh 14 lần bị che đậy nhưng bản thân pháp bảo lại cực kỳ đáng sợ. Trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần xông thẳng về phía đám người Bạch Gia, ánh mắt tộc trưởng Bạch Gia đỏ rực, hắn hét lớn đánh tới bốn năm tên tộc lão theo sau đều là nguyên anh cũng có không ít tộc nhân kết đan bọn họ bộc phát khí thế kinh người bạch hạo nhận lấy cái chết tộc trưởng bạch gia bay nhanh nhất trong nháy mắt tới gần bạch tiểu thuần biết rõ hiện tại đang lâm vào nguy cơ sinh tử bản thân không có khả năng bị dây dưa phải nhanh chóng lao ra khỏi nơi này hắn bộc phát toàn lực hàng khí bộc phát lại thi triển hám sơn chàng lao nhanh về phía trước Cùng lúc đó tiểu ô quy biết đang thời điểm hung hiểm. Nó gào thét rụt đầu bị bạch tiểu thuần ném về phía trước. Trong chớp mắt người bạch gia cùng đánh tới. Mặc cho thần thông tộc lão bạch gia đánh lên bốn phân thân cỡ nào, bản tôn bạch tiểu thuần đá một cước, trực tiếp đá một tên tộc lão nguyên anh sơ kỳ bay ra sau hơn mười trượng, bạch tiểu thuần không dừng lại, bốn đại phân thân đồng thời oanh kích tộc lão khác, bản thân hắn lại sử dụng các thần thông chọi cứng thi triển toái hầu tỏa bóp nát cổ một tên bạch gia đánh lén. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, chém giết sinh tử thảm thiết. Tiếng nổ rầm rầm vang vọng tám phương. Lực trùng kích quét ngang bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn phong bạo quét ngang nơi này. Toàn thân bạch tiểu thuần sinh ra hào quang lóng lánh, hắn vận dụng vĩnh dạ tán đã bị thay đổi hình dáng, hắn dùng tốc độ cực nhanh đâm vĩnh dạ tán vào ngực một tên tộc nhân bạch gia. Tộc nhân Bạch Gia có tu vi kết đang đại viên mãn, Thân thể hắn héo rũ trong nháy mắt, sinh cơ bị nuốt làm người ta nhìn thấy sợ hãi không nhỏ. Khí thế độc ác bộc phát, trong quá trình trùng kích, kim văn trên người Bạch Tiểu Thuần không bị che lấp nên xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì hỏa diễm 14 màu, Bạch Tiểu Thuần thúc dục biến thành biển lửa đốt cháy tám phương. Bạch Tiểu Thuần giống như chiến tiên, khí thế kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn cảnh tượng thê thảm bộc phát các nơi, đầu tóc Bạch Tiểu Thuần chật vật rối bời, tốc độ của hắn không giảm tay phải đánh một quyền bức lui tộc trưởng Bạch Gia, hắn không để ý tộc nhân Bạch Gia vây công, bốn đại phân thân đồng thời ra tay chém giết hung ác. Nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế rất hung hiểm, bốn đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần có hai cái bị tộc lão Bạch Gia đánh giết gần như tan vỡ, lúc này đều quay về trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Bản tôn chảy máu miệng nhưng tốc độ chạy đi không bị ảnh hưởng. Hắn lập tức phóng thẳng về phía trước. Cảnh này làm phạm nhân và người Bạch Gia đều rung động, bởi vì Bạch Tiểu Thuần quá cường hãn và mạnh mẽ, nhất là trang bị toàn thân vô cùng kinh người. Trời ạ, à, tất cả pháp bảo đều được luyện linh 14 lần. Bạch Hạo điên rồi, giáp da trên người hắn cũng được luyện linh 14 lần. Hắn là một thiên tài, thiên tài luyện linh. Người trốn không thoát. Vào lúc chung quanh ồn ào, tộc trưởng Bạch gia hung ác thuấn di đuổi theo, tộc lão chung quanh cũng thế, lập tức đuổi giết Bạch Tiểu Thuần nội tâm Bạch Tiểu Thuần lo lắng, hắn không ngừng chém giết các nơi. Một phương diện còn muốn chờ cự quỷ vương tử vong, dù sao cự quỷ vương trong mắt Bạch Tiểu Thuần chính là thiên nhân hồn, nhưng chuyện này quá khó làm, vừa rồi xung phong liều chết, cự quỷ vương được hắn bảo vệ cũng bị đánh trúng vài cái. Nhưng từ đầu đến cuối, cự quỷ vương không nói một lời, sắc mặt âm trầm nhưng nội tâm kinh hãi vì Bạch Tiểu Thuần dũng mánh, dường như bị khí thế thiết huyết và bưu hãn của Bạch Tiểu Thuần lúc đánh trận làm cả kinh. Nhìn hắn không khác gì hai người khác nhau. Mặc dù hắn không lên tiếng nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện không đúng, cho dù Cự Quỷ Vương bị đánh trúng. Sắc mặt chỉ tái nhợt, cho tới bây giờ chưa phun ngụm máu tươi nào, càng không cần nói hắn bị thương nặng gì đó. Chương 699. Cự Quỷ Vương là cường giả bán thần, chẳng lẽ thân thể của hắn có huyền bí gì đó? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không kịp nghĩ nhiều mắt thấy tộc trưởng Bạch Gia và đám tộc lão Thuấn Di bay tới, thần thông biến ảo hình thành vô số khói đen như cất giấu vô số lệ quỷ, chúng tới gần, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm, vĩnh dạ tán trong tay sinh ra hào quang sáng ngời, lúc ngăn cản đám lệ quỷ thừa cơ ném tiểu ô quy bay vào mặt tộc lão Bạch Gia. Bốn tên tộc lão muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang bấm niệm pháp quyết hình thành một chưởng ấn cực lớn đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hai mắt đỏ thẫm, hắn theo bản năng vung cự quỷ vương ngăn cản trưởng ấn đánh tới, trong tiếng nổ thủ ấn tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần lui ra sau mấy bước, toàn thân cự quỷ vương run rẩy, hắn muốn mắng chửi nhưng không nói thành lời. Không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cự quỷ vương hoàn hảo, lập tức kinh hỉ, tộc lão Bạch gia sững sốt một chút, bọn họ lúc trước nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cầm lão giả thì không đặt trong lòng, vào lúc này phát hiện lão giả không tầm thường. Một kích của tộc lão Nguyên Anh đánh trúng, cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng trọng thương, nhưng lão giả có bớt đỏ lại thừa nhận mà không phun ra ngụm máu nào. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn cười to sau đó một tay cầm vĩnh giả dạ tán, một tay mang theo cự quỷ vương xung phong liều chết, cự quỷ vương trong tay hắn hóa thành tấm thuẫn hình người, trong tiếng nổ, tất cả thần thông đều bị Bạch Tiểu Thuần lấy cự quỷ ngăn cản, lúc này người Bạch Gia Kinh Hải gần chết. Cự quỷ vương cũng không chịu nổi nữa, toàn thân hắn run rẩy, đã muốn nổi giận, sắc mặt không phải tái nhợt mà là tím đen, chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn 10 thần thông của Nguyên Anh đánh lên người hắn. Hắn có cảm giác nhục nhã khi bị người ta mang ra làm tấm thuẫn, làm cho cự quỷ vương bất chấp thân phận chửi ầm lên. Bạch hạo tiểu tạp chủng, ngươi chết không yên lành. Ngươi, ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cho dù ta không giết được ngươi, nữ nhi của ta cũng phanh thay xé xác ngươi. Cự quỷ vương tức giận ngập trời, nhưng hắn thân là bán thần lại là vương gia hắn làm gì có nhiều lời mắng chửi người như thế mặc dù hắn tức giận nhưng lúc mở miệng mắng người lại không lời đây chính là cạn lời bạch tiểu thuần đắc ý ho khang hắn không quan tâm cự quỷ vương chửi ầm lên hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội bảo tiểu ô quy đi phổ cập tri thức mắng người cho cự quỷ vương lúc trong đầu có ý niệm như thế bạch tiểu thuần đã lao ra khỏi đại môn nhà lao hắn vung mạnh cự quỷ vương làm tấm thuẫn quét ngang đường đi lúc nổ mạnh vang lên, Bạch Tiểu Thuần bộc phát khí thế khủng khiếp và uy năng của các pháp bảo luyện linh 14 lần, hắn liều chết xông ra khỏi cửa ngục giam khu đinh. Người Bạch gia chung quanh tức giận ngập trời, nhưng Bạch Tiểu Thuần quá khó giết, chẳng những da dày thịt béo, hơn nữa có phân thân ngăn cản, pháp bảo toàn thân gây gớm tới mức bọn họ nhìn mà thèm. Hơn nữa cây dù quỷ dị kia có thể thu nạp sinh cơ của người khác bổ sung cho Bạch Tiểu Thuần. Càng khó diệt sát hơn nữa, hết lần này tới lần khác tốc độ hắn cực nhanh, lực lượng thân thể kinh người, thậm chí còn có thể thuấn di, kể từ đó Bạch Tiểu Thuần một lòng muốn trốn, bọn họ khó có thể diệt sát hắn trong thời gian ngắn. Còn có lão giả bớt đỏ kia, người Bạch Gia nhìn thấy hắn quỷ dị, không biết bị đánh bao nhiêu lần, pháp bảo oanh kích bao nhiêu cái, hoàn toàn không làm lão giả kia phun máu tươi lần nào. Bạch Tiểu Thuần lao nhanh về phía trước. Tộc trưởng Bạch Gia và mấy tộc lão khác lập tức nóng nảy, bọn họ ra tay đuổi giết lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ mạnh rung trời. Pháp thuật đủ màu sắc đánh tới, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng hải hùng khiếp vía, hắn sử dụng thân thể cự quỷ vương ngăn cản, cự quỷ vương mắng chửi không dứt. Bạch Hạo ngươi chết không yên lành. Bạch Hạo ngươi sẽ báo ứng. Cự quỷ vương khóc không ra nước mắt, tóc tai của hắn tán loạn, quần áo tàn phá không có chút uy nghiêm bán thần nào cả, Mặc dù hắn không phun máu tươi nhưng thân thể của hắn sắp không chịu nổi, nhiều nơi đã sưng phù. Hắn biết rõ thân thể bản tổn là bán thần, vì vậy không nói bất tử bất diệt, người muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng, trừ phi thiên nhân ra tay. Bằng không những người khác cũng chỉ có thể như kiến cắn chết voi, cứ mài từ từ. Trong lòng của hắn sinh ra lửa giận oán khí, dốc hết nước minh hà cũng không thể dập tắt, đây là bi ai hiếm có trên đời, hắn chưa từng gặp qua, cho dù hắn sống nhiều năm tâm trí chứng cõi nhưng vẫn có xúc động muốn khóc. Hắn cảm giác từ khi gặp phải Bạch Hạo, nội tâm ủy khuất càng lớn tới mức không cách nào hình dung, nhất là nghĩ tới dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn giống như ve sầu thoát xác, hắn cắn răng chịu đựng mấy ngày trong ma lao, dùng không được bao lâu sẽ vượt qua suy biến kỳ. Trong quá trình này ba đại gia tộc có tìm tới cũng không có việc gì. Trận pháp của con rùa đá có thể giúp hắn đứng ở thế bất bại, hắn có thể khinh miệt nhìn ba đại gia tộc sốt ruột nóng giận tìm hắn, nhìn bọn họ sợ hãi theo thời gian bản thân hắn từ đầu đến cuối cũng có thể nắm giữ tất cả tiết tấu hắn vô cùng chờ mong thậm chí trong lòng hắn không đặt thiên nhân ba đại gia tộc vào mắt hắn quá tự tin hắn không nói chuyện với ai trong thành cự quỷ nữ nhi đang ở hoàn thành xa xôi nên không thể gặp mặt bởi vì năm tháng quá xa xôi nên không tìm ra chuyện gì thú vị vì vậy hắn thừa dịp này chơi một trò chơi nhưng trò chơi này không có kết quả như hắn nghĩ không phải như vậy. Cự Quỷ Vương càng nghĩ càng cảm thấy đau buồn, hắn hối hận rồi, nhìn tính vạn tính, chuẩn bị tất cả kế hoạch nhưng hết lần này tới lần khác bị quân cờ nhỏ này hủy hoại. Hắn nhìn thấy thân thể của mình bị vung lên ngăn cản thần thông và pháp bảo, bên tai còn có tiếng nổ, trái tim cự Quỷ Vương âm trầm như nhúng xuống nước. Ta không cam lòng. Ánh mắt cự Quỷ Vương xuất hiện tơ máu nhưng hắn không có biện pháp nào hết lần này tới lần khác hắn âm thâm liên hệ với trận pháp trong rùa đá nhưng không có phản ứng nào, hắn giả tuyệt vọng. Vào lúc cự quỷ vương bi ai tuyệt vọng. Bạch tiểu thuần phun máu tươi, hai phân thân còn lại của hắn bị đánh tan hóa thành hào quang bay trở về cơ thể, mặc dù thân thể hắn rất mạnh nhưng bị tổn thương không nhẹ, cho dù như thế nào cũng bị người bạch gia vây công tầng tầng đánh giết. Chương 700 Ngay sau đó hắn mang theo tiểu ô quy và cự quỷ vương bước nhanh ra khỏi nhà lao phía sau hắn có tiếng gào thét, tộc trưởng Bạch Gia và các tộc lão không buông tha đuổi giết, lúc bọn họ không cho phép Bạch Tiểu Thuần rời khỏi nơi đây, hắn phải chết tại nơi này. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào, toàn bộ thành cự quỷ đều bị người ba đại gia tộc vây khốn. Ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường rồi. Tộc trưởng Bạch Gia quát lớn, sát ý bộc phát dữ dội, nhìn Bạch Tiểu Thuần cách đó không xa, hắn tăng tốc đuổi theo. Không chút do dự, Tộc trưởng Bạch gia đuổi theo, tộc lão Bạch gia cũng truy kích không buông lỏng chút nào. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, khí tức càng ngày càng dồn dập, thương thế trên người hắn không có gì, hiện tại quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi đây, bằng không một khi tiểu Ô Quy khó có thể áp chế Trận Pháp, cự quỷ vương điều khiển Trận Pháp, chỉ sợ hắn còn muốn giết mình hơn cả người Bạch gia. Nhìn cự quỷ vương trong tay. Nhìn thấy hắn đang nhắm mắt đang liên hệ với Trận Pháp trong rùa đá, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hắn tác một cái. Ta cảnh cáo ngươi, đừng ép ta bại lộ thân phận của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hung dữ lên tiếng. Những lời này làm cự quỷ vương mở mắt ra nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần, không ngừng hít thở ồ ồ nhưng vẫn nhìn xuống, hắn hiểu bản thân đánh không lại nên nhận mệnh. Sưu sư sư, Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, dựa vào quen thuộc ma lao, hắn nhanh chóng vượt qua thông đạo lao ra ngoài, đột nhiên sắc mặt Tiểu Ô Quy biến hóa. Áp chế không nổi rồi cùng lúc đó thân thể cự quỷ vương trong tay bạch tiểu thuần rung động hai mắt sinh ra hàng quang hắn cảm nhận trận pháp thức tỉnh toàn bộ rùa đá chấn động uy nghiêm ngập trời bộc phát tộc trưởng bạch gia đuổi theo bạch tiểu thuần rung động cự quỷ vương kích động vào lúc muốn triệu hoán vào lúc này sắc mặt bạch tiểu thuần hoảng hốt rất nhiều cự quỷ vương cũng bị bạch tiểu thuần dùng làm thuẫn cũng chóng mặt vì vậy trực tiếp cầm sáu bảy viên phát tình đan không chút do dự vào lúc cự quỷ vương vui mừng bạch tiểu thuần liền nhét vào miệng hắn ngươi cự quỷ vương mở to mắt nhưng không thể phản kháng khi đang dược xâm nhập cơ thể đã hòa tan trong nháy mắt số lượng phát tình đang quá nhiều dược lực quá mạnh chỉ trong chốc lát đã bộc phát tu vi cự quỷ vương bị suy yếu nên khó có thể áp chế đầu óc choáng váng ngay cả triệu hoán trận pháp cũng chậm lại hắn cố tình triệu hoán một lần nhưng lực lượng nóng rực trong cơ thể trực tiếp bao phủ toàn thân trùng kích đầu óc của hắn, tâm thần hắn bất ổn nhưng hắn điên cuồng áp chế, lại triệu hoán lần nữa làm rùa đá bộc phát uy áp kinh người, đám người tộc trưởng Bạch Gia hít khí lạnh, thậm chí cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đáng tiếc phát tình đang của Bạch Tiểu Thuần quá tổn hại, cự quỷ vương ăn quá nhiều cho nên bộc phát cực mạnh. Sắc mặt cự quỷ vương ứng hồng, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ rực, tâm thần bất ổn cho nên triệu hoán cũng ngắt quãng. Bởi vì chậm chạp cho nên Bạch Tiểu Thuần có thời gian thoát ra khỏi nguy cơ sinh tử, Bạch Tiểu Thuần hét lớn sau đó tốc độ bạo tăng, thậm chí tiềm lực cũng bùng nổ, tốc độ tăng lên gấp đôi, lại trực tiếp xông ra khỏi Ma Lao. Trong nháy mắt hắn lao ra ngoài, Cự Quỷ Vương dựa vào ý chí bất khả tư nghị áp chế hạ thể nóng bỏng và điên cuồng, hắn muốn triệu hoán trận pháp trong rùa đá nhưng khí thế rùa đá vừa bộc phát, Bạch Tiểu Thuần đã mang theo Cự Quỷ Vương lao ra khỏi rùa đá. Khí thế vừa sinh ra cũng biến mất không? Cự quỷ vương không cam lòng gào rú dữ dội, hy vọng trước mắt nhưng lại rơi vào vực sâu không đáy, Hắn bi phẫn gần chết nhưng hắn vừa phát ra âm thanh, bạch tiểu thuần đang tức giận bừng bừng liền vỗ vào đầu cự quỷ vương. Câm miệng. Bạch hạo, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Cự quỷ vương gào thét. Bóp. Bạch tiểu thuần vỗ xuống lần nữa. Đừng đánh đầu của ta, ngươi, ba 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 bóp. Bạch Tiểu Thuần tức giận không nhỏ, hắn vỗ bảy tám lần, đầu của cự quỷ vương lớn hơn trước một vòng, thậm chí vào lúc xuất thủ. Khóe miệng cự quỷ vương đã chảy máu tươi, hắn đắng chát và bi ai đối diện với sự thật trước mặt. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần liều mạng chạy trốn còn đáng sợ hơn trước rất nhiều, trong tâm thần của hắn, Bạch Tiểu Thuần chính là ma quỷ đáng sợ nhất. Để lão gia hỏa này thành thật một chút. Ta cho lão gia hỏa ngươi biết, đừng có ép ta, bởi vì khi ta nổi giận ta rất đáng sợ bạch tiểu thuần tức giận nghĩ tới nguy cơ vừa rồi nội tâm hắn sợ hãi hắn bước tới phía trước cự quỷ vương điều khiển rùa đá hắn chắc chắn phải chết vương nghĩ lại mà vẫn sợ bạch tiểu thuần hung ác trận mắt nhìn cự quỷ vương trong mắt xuất hiện sát cơ sát cơ lọt vào mắt cự quỷ vương nội tâm cự quỷ vương chấn động hắn nếu mình trêu chọc đối phương bạch hạo với tính cách lục thân không nhận trói cả phụ thân để nhục nhã thật sự sẽ làm ra chuyện mình hối hận. Hắn nhất định sẽ cầu cạnh ta, ta nhìn, đầu tiên không nên chọc hắn. Tình thế người mạnh mẽ hơn, lúc này cự quỷ vương đành phải nén giận cúi đầu nhận mệnh. Thời điểm cự quỷ vương cúi đầu, trong rùa đá sau lưng Bạch Tiểu Thuần, đám người tộc trưởng Bạch đã lao vào nước sông ăn mòn để đuổi theo, hiển nhiên Bạch gia có biện pháp chống cự, lúc này toàn lực đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần rùng mình, hắn không có thời gian quan tâm tới cự quỷ vương, lập tức bay ra khỏi mặt nước, lúc tới gần mặt nước, tiểu ô quy biến sắc quát lớn. Lui về phía sau. Bạch tiểu thuần không chút do dự, hắn lập tức cầm cự quỷ vương ngăn cản trước người, bản thân lui ra sau, trong chớp mắt hắn lui ra sau, phía trên có tiếng nổ lớn hơn cả thiên lôi đánh xuống mặt đất. Dường như có lực lượng đáng sợ hàng lâm sông bảo vệ thành, nước sông bảo vệ thành gần như tan vỡ, rất nhiều nước sông bay lên cao và tứ tán ra chung quanh, lực lượng to lớn bỏ qua sức cản của nước tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cũng may có cự quỷ vương ngăn cản gần như toàn bộ lực lượng này, trên thân cự quỷ vương, cự quỷ vương run rẩy và phun máu tươi, thậm chí lục phủ ngũ tạng của hắn gần như tan vỡ, trong nháy mắt tóc mất đi một nửa, dường như tinh khí thần bản thân hắn giảm đi hai thành. Thậm chí tu vi của hắn không còn là kết đan, bởi vì thừa nhận một kích vừa rồi đã giảm còn trúc cơ có thể thấy một kích vừa rồi không phải thần thông của Nguyên Anh, mà là thiên nhân quanh kích. Chương 701 Sau tiếng nổ, nước sông bắn tung tóe ra chung quanh, nước sông quanh người Bạch Tiểu Thuần biến mất. Cũng không còn thứ gì ngăn cản tầm mắt của hắn, hắn nhìn lên bầu trời, hắn nhìn thấy lão tổ Bạch Gia gần như cuồng bạo. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn ràng, hắn hiểu nếu vừa rồi không được Tiểu Ô Quy nhắc nhở, bản thân hắn nhất định phải chết cho dù có tiểu ô quy nhắc nhở, nếu không phải có cự quỷ vương trong tay, bản thân hắn vốn trọng thương, hiện tại hắn còn trọng thương nặng hơn trước. Vừa rồi là lão tổ bạch gia oanh kích, hắn muốn tìm bản thể cự quỷ vương, vừa lúc đi ngang qua đây, nhận được truyền âm của người bạch gia, hắn nhớ tới bạch hạo đáng giận vì thế muốn một tác chụp chết. Hắn không nghĩ tới một đoàn toàn lực của mình không thể chụp chết bạch tiểu thuần. Làm cho lão tổ bạch gia giật mình chính là người ngăn cản trước mặt bạch tiểu thuần, đó là cự quỷ vương bị Bạch Tiểu Thuần dùng làm tấm thuẫn. Hắn là... Lão tổ thiên nhân Bạch Gia nhìn quỷ vương, đột nhiên thân thể của hắn run rẩy, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, hai mắt bộc phát hào quang chưa từng có, có cảm giác như người vừa tìm được đường sống trong cõi chết, vào lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Hắn là... Hắn là... Lão tổ thiên nhân Bạch Gia nghẹn ngào, hắn run rẩy sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười của hắn truyền khắp thành cự quỷ, thậm chí hắn cười to mang theo cuộn hỉ, đắc ý, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, ánh mắt cự quỷ vương trước mặt hắn ảm đạm nhưng không có thất thố như Bạch Tiểu Thuần, mà là vô cùng bình tĩnh, hắn hiểu được mình phải chết. Trời không diệt Bạch Gia ta, hạt hạt, trời không diệt Bạch Gia. Cự quỷ vương, lão phu không ngờ ngươi lại ở chỗ này. Lão tổ Bạch Gia kích động cười to, thân thể của hắn run rẩy không ngừng thậm chí sắc đỏ rực có thể thấy hắn kích động cỡ nào bởi vì mấy canh giờ trước với hắn mà nói là thời gian khủng hoảng hắn không chỉ hối hận một lần nhưng vô dụng vừa nghĩ tới trò chơi của cự quỷ vương hắn lại sợ hãi tới cực hạn hắn khả năng mình tìm được cự quỷ vương gần như không có cho dù thật sự tìm được lấy thủ đoạn an bại của cự quỷ vương nhất định có thể vượt qua thời gian ba tháng hắn đã tuyệt vọng lúc tuyệt vọng liền điên cuồng đối mặt bạch hạo liền hạ tử thủ căn bản không lo lắng chuyện chuyển thế cho dù thế nào hắn nằm mơ cũng không ngờ vào lúc mình lâm vào tuyệt lộ lại nhìn thấy ánh trạng đông hắn lại tìm được cự quỷ vương vả lại cự quỷ vương trước mắt đã vô cùng suy yếu đôi mắt hắn mang theo sát cơ như hóa thành thực chất ánh mắt của hắn không phải nhìn bạch tiểu thuần mà là cự quỷ vương sau khi lão tổ bạch gia lên tiếng vào lúc đám người tộc trưởng bạch gia đang đuổi theo dừng bước Bọn họ lập tức nhìn về phía lão tổ Bạch gia, bọn họ không ngừng hít khí lạnh, không dám tin nhìn lão đầu trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn? Hắn là Cự Quỷ Vương? Trời ạ, à, Cự Quỷ Vương lại trốn tới nơi này. Ta đã nói vì sao thân thể người này quá dị như thế, chịu đựng chúng ta nhiều lần oanh kích lại không sao. Thì ra hắn chính là Cự Quỷ Vương. Chẳng những người Bạch gia khiếp sợ, lúc này người gia tộc khác và sáu đại quân đoàn và không ít thám tử tế lực khác trong thành cự quỷ đều rung động tất cả bọn họ đều nhìn sang cự quỷ vương có không ít người chú ý tới bạch tiểu thuần chú ý tới bàn tay bạch tiểu thuần đang bóp cổ cự quỷ vương hiển nhiên cự quỷ vương đã biến thành tù binh của hắn cảnh này làm nhiều người rung động không có khả năng đó là bạch hạo hắn hắn bắt cự quỷ vương bạch hạo quá mạnh mẽ hắn hắn có thể bắt cự quỷ vương tất cả mọi người đang tìm bản tôn cự quỷ vương lại nằm trong tay hắn trời ạ à, lúc trước ta còn xem thường bạch hạo gia hỏa này quá lợi hại không ngờ hắn bưu hãn như thế lần này hắn sẽ danh chấn tám phương từng tiếng hít khí lạnh vang lên lúc không ít người biết tin tức liền kinh ngạc sau này người thành cự đều biết bạch hạo bắt cự quỷ vương bạch hạo lòng dạ độc ác lục thân không nhận hung tàn ác độc bắt phụ thân của mình còn không nói bắt giữ cự quỷ vương có thể nói bạch tiểu thuần chính là danh nhân toàn thành chẳng qua lần này không phải như bạch tiểu thuần mong muốn thân thể bạch tiểu thuần run rẩy ánh mắt đỏ rực nhìn chung quanh nội tâm hắn bất định sắc mặt hắn âm trầm cự quỷ vương im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh thậm chí uy nghiêm đã biến mất lại xuất hiện lần nữa dường như cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm chẳng qua hắn vô cùng tiếc núi thì thào nhìn về một hướng xa xôi. Đáng tiếc, không thể chờ tới lúc quỷ vương hoa nở, bạch hạo, hiện tại ngươi có thể nới lỏng tay. Cự quỷ vương lên tiếng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bạch tiểu thuần lo lắng, lão tổ thiên nhân bạch gia trên không trung đang nâng tay phải lên, ánh mắt bạch tiểu thuần xuất hiện thần thái tàn nhẫn, hắn quát lớn. Lão tổ sáng suốt, đã sớm tính ra lão tặc cự quỷ có hậu thủ, hạo nhi may mắn không làm nhục mệnh tuân theo lão tổ phân phó chịu nhục không tiếc sai người nói ta mưu phản bạch gia cuối cùng đã lấy được tín nhiệm của cự quỷ vương ta đã hoàn thành nhiệm vụ bắt sống cự quỷ vương hạo nhi muốn tự tay hiến lão tặc cự quỷ cho lão tổ chúc lão tổ huy hoàng chống trời bạch gia ta vĩnh hằng vạn năm bạch tiểu thuần quát lớn truyền khắp toàn thành cự quỷ vương đáng chát tộc trưởng bạch gia há hốc mồm những người khác nghẹn hồng nhìn trân trối bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần lão tổ Bạch Gia. Bộ dạng kích động như muốn hiến cự quỷ vương cho lão tổ. Ngay cả lão tổ Bạch Gia cũng bị lời Bạch Tiểu Thuần làm sửng sốt, cũng không suy nghĩ việc khác, thật sự do Bạch Tiểu Thuần nói quá đúng lúc, như vẽ rồng điểm mắt, không ai có thể bắt bẻ gì cả. Hắn mang tất cả công lao đẩy lên người lão tổ Bạch Gia, thậm chí chỉ cần lão tổ Bạch Gia lên tiếng thì thuận lý thành chương chiếm cứ phần công lao này, dùng công lao này có thể tranh đoạt vương vị, từ đó chiếm lấy ưu thế rõ ràng, trong đầu xuất hiện ý niệm như thế, hai mắt lão tổ bạch gia lóe sáng. Bạch hạo này, có chút thú vị. Trên mặt lão tổ bạch gia xuất hiện nụ cười vui vẻ, hắn đang muốn nói chuyện với bạch tiểu thuần nhu thuận đang tới gần. Vào lúc này lại có. Dị biến sinh ra. Chương 702 Bạch Tiểu Thuần nói quá kinh người, tâm thần mọi người suy nghĩ miên man bất định, ai cũng cho rằng hắn nói lung tung nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lời hợp tình hợp lý tộc trưởng bạch gia hít khí lạnh ngay cả hắn còn như thế càng đừng nghĩ những người khác thậm chí có không ít hồn tu nhìn sang lão tổ bạch gia trong lời bạch tiểu thuần chứa ẩn ý rất phù hợp với phán đoán của mọi người về lão tổ thiên nhân thủ đoạn đa mưu túc trí như thế mọi người đều cho rằng đáng ra phải như thế dù sao đây chính là trận chiến đầu danh trạng của ba đại gia tộc vào lúc tâm thần mọi người bị mê hoặc ánh mắt lão tổ bạch gia co rút trên mặt còn nở nụ cười nhưng nụ cười vừa xuất hiện bạch tiểu thuần bộ dáng nhu thuận mang theo cự quỷ vương hiến cho lão tổ vào lúc khoảng cách hai bên còn cách nhau mười trượng sắc mặt lão tổ bạch gia biến hóa dù sao hắn cũng là thiên nhân bản thân thiên nhân hợp nhất cho nên thần thức nhạy cảm thậm chí hắn có cảm ứng kỳ lạ với nguy hiểm lúc này nội tâm hắn sinh ra nguy cơ không rõ sinh tử hắn theo bản năng lui ra phái sau muốn cách bạch tiểu thuần xa một ít sâu trong lòng sinh ra cảm giác sinh tử tới từ chính bạch tiểu thuần cho dù điều này làm hắn không tưởng tượng nổi tâm thần lão tổ bạch gia sinh ra nguy cơ rất mạnh hắn quát lớn dừng lại vào lúc kinh hô hắn đã lui ra phía sau trong nháy mắt bạch tiểu thuần ngẩng đầu lên sắc mặt hắn biến thành dữ tợn đi tìm chết bạch tiểu thuần trống to tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật hắn lập tức cầm hồn tháp thủy tinh và dùng toàn lực ném đi bạch tiểu thuần ném hồn tháp về phía lão tổ bạch gia vèo hồn tháp dùng tốc độ cực nhanh bay về phía lão tổ bạch gia hồn tháp nhìn không có gì thu hút nhưng trong nháy mắt nó xuất hiện lại làm lão tổ bạch gia cảm thấy nguy hiểm trí mạng còn mạnh hơn vô số lần hắn trải qua nguy hiểm sinh tử nguy cơ bao phủ từng huyết nhục trên người hắn thứ này có thể uy hiếp tới tính mạng của ta không thể chống cự phải nhanh chóng tránh đi. Lão tổ Bạch gia kịp phản ứng, biết rõ thời gian cấp bách cho nên lập tức lui ra sau. Bởi vì tất cả quá đột ngột, từ khi Bạch Tiểu Thuần tới gần cho tới khi ném hồn tháp, tất cả hành vi đều làm hắn không kịp trở tay, quan trọng nhất chính là khoảng cách giữa hắn và Bạch Tiểu Thuần quá gần. Khoảng cách 10 trượng là cực gần, vào lúc Bạch Tiểu Thuần toàn lực ném hồn tháp càng gần. Lúc hồn tháp bay đi cũng chỉ còn cách lão tổ Bạch gia vài trượng lúc thân thể lão tổ bạch gia bắt đầu mơ hồ bạch tiểu thuần hét lớn bạo 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 bạch tiểu thuần không do dự hắn dẫn động cấm chế của hồn tháp sau đó lui ra sau cực nhanh tốc độ bản thân nhanh tới cực hạn thậm chí hắn còn vận dụng bất tử cấm lúc lui ra sau còn cầm cự quỷ vương ngăn cản trước mặt bạch tiểu thuần còn cảm thấy lo lắng thừa dịp ánh mắt mọi người nhìn hồn tháp hắn âm thầm cầm quy văn oa ngăn giữa hắn và cự quỷ vương Tất cả nói thì dài dòng nhưng trên thực tế đều diễn ra trong nháy mắt, lúc cấm chế trong hồn tháp tan vỡ, bản thần hồn tàn phá bên trong tỉnh táo, trong nháy mắt thức tỉnh liền sinh ra khí tức kinh thiên động địa. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, uy áp không cách nào hình dung hàng lâm nghiện áp tất cả mọi thứ. Bán thần hồn Sắc mặt lão tổ bạch gia kịch biến, hắn hoảng sợ, tâm thần nổ vang, nguy cơ tử vong chưa từng có sinh ra, hắn hét lớn sau đó thuấn di lui ra sau nhưng đã muộn khí tức bán thần quá mức kinh người trong nháy mắt xuất hiện giống như cuồng phong quét qua thiên địa trong chớp mắt đã phong tỏa các nơi mọi người kinh hô thành tiếng và biến sắc khí tức bán thần đó là cái gì trời ạ à. tiếng ồn ào không chấm dứt ngay sau đó là tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa vang lên tiếng nổ vang vọng thiên địa dường như muốn hủy diệt trời xanh tiếng nổ này truyền khắp thành cự quỷ, vô số người nghe xong đã cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí mặt đất bị vụ nổ đánh vỡ thành vô số khối nhỏ. Lực trùng kích giống như một cự nhân khổng lồ giáng một quyền vào thành cự quỷ, cũng làm thành cự quỷ rung chuyển, ngay sau đó gió nổi mây phun, bầu trời xuất hiện khe hở lan tràn mấy ngàn dặm. Một quyền giáng mạnh xuống đất, sau khi đánh một quyền càng quét chung quanh, lão tổ bạch gia đứng mũi chịu sào, hắn gào thét thê lương thảm thiết, trong nháy mắt thân thể của hắn bị vụ nổ bao phủ kiến trúc chung quanh và tu sĩ đứng gần đó mỗi người đều bị ảnh hưởng bọn họ liều mạng dùng tất cả lực lượng chống cự ngăn cản lực trùng kích đung đung âm âm tiếng nổ quanh quẩn thiên địa rung chuyển hư vô tu vô số thân ảnh ở chung quanh không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hình thần câu diệt thậm chí người bạch gia và các tộc lão cũng như thế căn bản không thể chống cự thân thể bọn họ bị lực trùng kích đánh thành hư vô tộc trưởng bạch gia bởi vì lần trước bị bạch tiểu thuần bắt lão tổ bạch gia vì bảo vệ hắn đã ban pháp bảo cho dù có pháp bảo nhưng hắn vẫn có nửa người biến thành hư vô hai tay tan vỡ trên ngực huyết nhục mơ hồ tóc không còn tu vi tan vỡ thân thể bay ra xa mặc dù như vậy vẫn có thể bảo vệ tính mạng không đây không phải sự thật bạch hạo bạch hạo tộc trưởng bạch gia thống khổ kêu to hai mắt hắn mang theo điên cuồng và tuyệt vọng hắn kêu lên thê lương, thần thái sợ hãi. Trong thành hà xuất hiện một hố sâu trên mặt đất. Trong hố xuất hiện khí tức hủy diệt, người đứng xa cảm thấy tóc gáy dựng đứng, bọn họ không dám tới gần. Lực trùng kích của vụ nổ hủy diệt rất nhiều thứ, cự quỷ vương kêu thảm thiết, thân thể hắn bị trùng kích lui ra phía sau, hắn không ngừng phun máu tươi, bạch tiểu thuần nấp sau quy văn hoa, mượn nhờ cự quỷ vương triệt tiêu lực trùng kích cũng phải phun vài ngụm máu tươi, toàn thân hắn như sắp vỡ vụn lục phủ ngũ tạng đã lệch vị trí, cuối cùng không đáng ngại, cũng không chết. Cự quỷ vương cũng kinh hãi vì việc này, hắn không nghĩ tới tình thế lại nghịch chuyển, mà người tạo ra nghịch chuyển lại là Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần nhìn hố sâu trên mặt đất, nội tâm chấn động, tim đập liên hồi, hắn nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Bán thần hồn tự bạo có uy lực quá lớn. Nếu không cẩn thận thì ta đã góp mạng của mình vào rồi. Bạch Tiểu Thuần ổn định khí tức, hắn âm thầm may mắn mình sớm phòng bị, vả lại hắn khéo léo lựa chọn hướng ném hồn tháp, lại lui ra sau cực nhanh, vì vậy dù bị ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì có cự quỷ vương và quy văn qua phòng ngự nên mới còn mạng. Chương 703 Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám tiếp cận lão tổ Bạch Gia, lại dám cầm hồn tháp tự bạo. Nguyên nhân thật sự là do hắn đã tính toán thật kỹ, nếu không nắm giữ thế chủ động trong tay, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình cũng bị nổ chết lão tổ bạch gia bị hồn tháp nổ gần người khi lực lượng hủy diệt biến mất hắn đã đứng giữa không trung tóc mất không ít máu tươi bao phủ toàn thân quần áo bị phá hủy hắn chật vật không chịu nổi sắc mặt hắn tái nhợt hắn phát hiện trạng thái của mình hiện tại rất không xong mình không có tu vi diệt sát bạch tiểu thuần một khi hắn cưỡng ép ra tay cũng chỉ gia tăng thương thế nặng hơn mà thôi thân thể hắn run rẩy và phun ra vài ngụm máu tươi ánh mắt hắn nhìn bạch tiểu thuần mang theo sợ hãi và sát cơ đậm đặc hắn không do dự lui ra sau hắn dùng tất cả sinh mệnh còn lại chạy về bạch gia không chết nội tâm bạch tiểu thuần cả kinh nhìn thấy lão tổ bạch gia còn sống liền hoảng sợ lại nhìn thấy đối phương hoảng sợ rút lui bạch tiểu thuần cũng sững sờ hắn không dám đuổi theo đôi mắt xoay tròn vài cái sau đó hét lớn một tiếng bạch hạo ta là người trắng đen rõ ràng người không phạm ta ta không phạm người các ngươi nghe kỹ cho ta, ta còn có thể sử dụng thần thông này cả trăm lần, các ngươi ai tới chọc ta, một khi ta ra tay. Chính ta cũng sợ ta. Bạch Tiểu Thuần trống to, hắn lập tức mang theo cự quỷ vương sắc mặt tái nhợt và bị thương chạy đi thật xa. Bạch Hạo, tốt cho Bạch Hạo, âm hiểm ác độc, lục thân không nhận, tâm ngoan thủ lạc. Vào lúc này lão tổ Bạch Gia đang bay nhanh, hắn vừa bay vừa thổ huyết, nội tâm vô cùng đáng chát trong ánh mắt mang theo không cam lòng và kinh hoảng. Mặc dù hồn tháp tự bạo không thể diệt sát hắn nhưng đã làm hắn trọng thương. Trước mắt thương thế quá nặng không áp chế nổi, hắn không thể không cân nhắc trạng thái của mình. Đừng nói có thể diệt sát cự quỷ vương, cho dù bản thân hắn cũng lâm vào nguy cơ vô cùng. Lão tổ hai nhà Thái, trận có mượn cơ hội tuyệt thế này diệt sát hắn hay không còn khó nói. Dù sao ba nhà bọn họ hợp tác nhưng cũng là đối địch. Hắn không dám đánh cược, cũng đánh cược không nổi càng không thể xuất thủ thời gian quá cấp bách cho nên hắn dùng sức lực cuối cùng bỏ chạy thật nhanh muốn chạy trốn về bạch gia phải lập tức bế quan mới có thể giữ mạng mình về phần cự quỷ vương hắn đã không có tâm tình để ý tới còn bạch hạo hiện tại hắn không muốn trêu chọc chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là quay về bạch gia chữa thương sống càng lâu thì càng sợ chết điểm này thể hiện rõ trên người lão tổ bạch gia trên người hắn còn mang theo vận mệnh cả gia tộc Cho dù thế nào hắn cũng không muốn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn Lúc này bỏ chạy về thành cự quỷ Hai đạo khí tức thiên nhân bộc phát Một đạo bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần Còn một đạo đuổi theo Lão Tổ Bạch Gia Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh trong thành cự quỷ Hắn ẩn nấp khí tức Bạch Tiểu Thuần cũng hải hùng khiếp ví nhìn chung quanh Song song, vừa rồi xúc động Cự quỷ vương quá bắt mắt bạch tiểu thuần khóc không ra nước mắt vẻ mặt hắn đau khổ và tâm tình rất khẩn trương hắn kinh hồn chưa tỉnh cự quỷ vương trong tay hắn vô cùng khẩn trương hắn phun ra mấy ngụm máu tươi khí tức không ngừng suy yếu hơn trước bởi vì hắn thừa nhận một kích còn mạnh hơn cả thiên nhân oanh kích kém chút thân tử đạo tiêu cự quỷ vương có cảm giác sống sót sau tai nạn hắn đã không quan tâm mình phun máu tươi cỡ nào ánh mắt của hắn kinh hãi hắn không ngừng nhìn về phía bạch tiểu thuần Ngươi, ngươi bỏ chạy là có mục đích, sớm muộn gì cũng bị bắt lại, ngươi nghe ta, chúng ta quay về Ma Lao, bản vương. Cự Quỷ Vương vừa phun máu tươi vừa lên tiếng, hắn nhìn ra tính cách của Bạch Hạo cất giấu điên cuồng. Sợ mình nói một câu trêu chọc đối phương. Hiện tại hắn đã hiểu Bạch Hạo cả gan làm loạn, dường như không có chuyện gì, ngươi còn nói. Cự Quỷ Vương vừa nói như thế, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng sắc mặt hắn lạnh khóc lúc đối phương vừa lên tiếng đã vỗ đầu cự quỷ vương cự quỷ vương phun nhiều máu tươi hơn trước tức giận bốc lên sau khi nhìn thấy hai mắt bạch tiểu thuần đỏ bừng còn mang theo điên cuồng cự quỷ vương bi ai hắn lại ép buộc bản thân mình phải nhẫn nhịn đây là tên điên đây là một con chó dại cự quỷ vương mắng chửi trong lòng hắn cảm thấy mình năm đó thật sự tự tìm cái chết không nên chơi trò chơi gì đó lại đi trêu chọc Bạch Hạo, nếu như tất cả được làm lại, hắn thề mình nhất định không lợi dụng Bạch Hạo, để Bạch Gia và Bạch Hạo tự giết lẫn nhau mới tốt, chính mình nhất định núp xa xa, ngươi lão gia hỏa này, đều là tại ngươi, vừa rồi vì cứu ngươi, tiểu gia ta mới rơi vào kết quả này, ngươi không đội ơn thì thôi, lại còn muốn hại ta, bảo ta đi ma lao, ta ngốc sao, nếu thật đi tới đó, ngươi chắc chắn sẽ giết ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra, hiện tại nội tâm của hắn vô cùng bị khuất, suy nghĩ mỗi lần tiểu ô quy đều đưa phiền toái tới cho mình, nếu lần này không phải tiểu ô quy, chính mình đã sớm trốn đi. Còn tiểu ô quy nữa? Bạch tiểu thuần cắn răng nhìn sang túi trữ vật, tiểu ô quy sớm biến mất từ lâu rồi, hiển nhiên cũng biết gây ra phiền toái lớn. Không có biện pháp, thực sự không được liền giao cự quỷ vương ra. Trong mắt bạch tiểu thuần xuất hiện hung quang, cự quỷ vương nhìn thấy liền rung động, hắn biết rõ mình có sống qua một kiếp này hay không, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu. Bạch Hạo huynh đệ. Ngươi đừng xúc động, ngươi. Ngươi đừng có. Có ý nghĩ gì cứ nói với ta, ta nhất định thỏa mãn. Cự quỷ vương không dám nói ra hai chữ mục đích, sợ kích thích Bạch Tiểu Thuần, lúc này tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện. Nội tâm nhưng cũng buồn khổ, hắn nói thầm mình nên an ổn ở trong ma lao vượt qua suy biến kỳ, khôi phục tu vi sau đó quay người hoa lệ trò chơi này chắc chắn vô cùng vui vẻ nhưng bây giờ ngàn sai vạn sai sai vì lợi dụng gia hỏa điên cuồng này hiện tại xuất hiện biến hóa dồn bản thân vào nguy hiểm bạch tiểu thuần thở phì phò hắn vừa bay nhanh vừa hung ác đáp lời lão tử muốn thiên nhân hồn muốn thiên nhân hồn kim thuộc tính ngươi có thì giao cho ta ta thả ngươi đi bạch tiểu thuần trừng cự quỷ vương cự quỷ vương nghe đến đó thì sửng sốt đôi mắt mở to dường như khó hiểu và khó tưởng tượng nổi, hắn lập tức choáng váng. Chương 704. Ngươi, ngươi bắt ta lại, mục đích đúng là muốn một thiên nhân hồn kim thuộc tính. Cự Quỷ Vương hỏi theo bản năng, hắn cảm thấy đây là việc quá hoang đường, là trò cười cho thiên hạ. Thế nào, không cho đúng không, lão gia hỏa ngươi đừng ép ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng, thiên tân vạn khổ đi tới bước này, nếu Cự Quỷ Vương không đồng ý hắn thật muốn khóc lập tức hết lớn đe dọa cự quỷ vương ta cho ta cho nội tâm cự quỷ vương có cảm giác sụp đổ mặc dù thiên nhân hồn quý giá nhưng với hắn mà nói không tính là cái gì hắn vốn cho rằng bạch hạo có tính toán càng lớn nhưng lại không nghĩ tới chỉ cần một cái thiên nhân hồn đáng chết bạch hạo đáng chết sao không nói sớm đến mức chỉ vì một cái thiên nhân hồn vì một cái thiên nhân hồn chút chuyện như vậy liền mang ta ra khỏi ma lao nội tâm cự quỷ vương gào thét. Nhanh chóng mang ra đi. Có phải trong túi trữ vật hay không? Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn nói ra, sau khi nói xong liền nhìn loạn chung quanh. Hắn chui vào một cái hẻm. Bản vương. Trên. Trên người ta không có, trong túi trữ vật không có, bên trong đều là một chút tạp vật, tu vi ta chưa khôi phục nên không thể mở bí điện, bạch hạo huynh đệ, ta có đề nghị, ngươi suy tính một chút, ngươi xem nếu ngươi bảo vệ ta ngươi bảo hộ ta một tháng một tháng sau ta khôi phục tu vi ta thể lập tức mở bí điện lấy thiên nhân hồn cho ngươi cự quỷ vương thận trọng nói ra hắn đang nói thật thật sự bởi vì hắn không bỏ ra cái gì trải qua việc lão tổ thiên nhân của bạch gia vừa rồi cự quỷ vương nhìn rõ đi theo bạch tiểu thuần chính là hy vọng sống duy nhất nếu bên cạnh không có bạch tiểu thuần bản thân sẽ nguy hiểm trọng yếu nhất Hắn cảm nhận và phán đoán Bạch Tiểu Thuần có khả năng giúp mình chạy thoát khỏi tay ba đại gia tộc. Cự Quỷ Vương vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần nổi nóng, toàn thân bộc phát sát khí, hắn vươn tay vỗ đầu Cự Quỷ Vương một cái, tức giận nói: "Lão gia hỏa, ngươi cho rằng Bạch gia ta là kẻ ngu sao? Một khi ngươi khôi phục tu vi, kẻ ngươi giết đầu tiên chính là ta." Bạch Tiểu Thuần cắn răng, cảm thấy Cự Quỷ Vương quá xấu, dám xem hắn là đồ đần lúc trước lão tổ bạch gia muốn giết ta, ngươi cũng xem như giúp ta. Ta vẫn cảm tạ ngươi, còn thẩm vấn phạm nhân cho ngươi, còn giúp ngươi đoạt hồn tràng thái gia, ngươi lại lấy oán trả ơn, tước đoạt thân phận lính canh ngục của ta, còn bắt ta làm phạm nhân. Ánh mắt bạch tiểu thuần sinh ra hào quang hung tạng, hiện tại nội tâm hắn rất khẩn trương, biết mình làm một chuyện động trời, trói cường giả bán thân. Trước kia hắn không bao giờ nghĩ tới việc này, hiện tại không có biện pháp, trong mắt hắn có quyết đoán, suy nghĩ có lẽ nên dùng Cự Quỷ Vương đi nói chuyện với ba đại gia tộc, có lẽ có thể đổi lấy một cái thiên nhân hồn. Ánh mắt này đã chấn nhiếp Cự Quỷ Vương. Trái tim Cự Quỷ Vương đập loạn, nội tâm rung động, hắn nhanh chóng giải thích. Bạch Hạo huynh đệ tuyệt đối đừng xúc động, tuyệt đối không nên xúc động, ngươi. Ngươi nghe ta nói, ngươi có thể hạ cấm chế lên người ta, ngươi hạ cấm chế cũng không cần lo lắng ta khôi phục tu vi sẽ hại ngươi. Ta tu vi gì, ngươi tu vi gì, ta làm sao hạ cấm chế lên ngươi, lão gia hỏa, ngươi khinh người quá đáng." Bạch Tiểu Thuần càng nổi giận, cảm thấy Cự Quỷ Vương đang sỉ nhục tâm trí của hắn, hắn hất tay muốn quyết đoán, nội tâm Cự Quỷ Vương run rẩy, hắn bi phẫn hô to. "Ngươi tu vi không đủ, không quan hệ. Ta dạy ngươi một cấm chế, ta giúp ngươi hạ cấm chế lên người ta." Cự Quỷ Vương khóc không ra nước mắt, hắn đã nói tới mức này với thân phận của hắn đã cực lâu chưa nói với ai nhiều như thế, hiện tại trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng bị khuất nhưng không có cách nào, ngươi giúp ta hạ cấm chế lên người của ngươi. Bạch Tiểu Thuần bị lời của cự quỷ vương làm hồ đồ, cự quỷ vương sợ Bạch Tiểu Thuần lại nổi giận làm việc điên cuồng gì đó, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hắn há miệng phun máu tươi, không tiếc tình trạng cơ thể, thậm chí còn cắn răng bức một dọc tinh huyết bản mệnh dung nhập vào trong ấn ký. Trong chớp mắt giữa hai tay của hắn xuất hiện cấm chế năm màu. Bạch Hạo huynh đệ, ngươi, ngươi chỉ cần dung nhập một giọt máu tươi vào trong đó, sau đó đánh cấm chế vào trong người của ta là xong." Cự Quỷ Vương cẩn thận nói ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn cấm chế kia, chần chờ một chút, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giao dịch với ba đại gia tộc, dù sao giao dịch này có kết quả rất khó đoán trước, bản thân mình cũng gặp không ít nguy hiểm nếu như có loại cấm chế phòng ngừa cự quỷ vương sau khi khôi phục tu vi sẽ trả thù. Như vậy mình có thể liều một lần, thất bại thì cũng thôi đi. Ném cự quỷ vương liền chạy, chỉ khi nào thành công. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền động tâm, ánh mắt của hắn mở to. Lão gia hỏa, đến lúc này ngươi còn dám đùa nghịch tâm cơ. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Ta không có, thật không có, Bạch Hạo Huynh để ngươi phải tin tưởng ta, ta ta thật không có lừa ngươi cự quỷ vương nói sự thật đến lúc này hắn đã không tâm tư lừa gạt bạch tiểu thuần cũng không dám lừa gạt một khi bại lộ thì hắn phải chết nói bậy khí thế bạch tiểu thuần hùng hổ hắn hét lớn thật không có ta thề cự quỷ vương bị buộc bắt đầu thề bạch tiểu thuần cẩn thận nhìn cự quỷ vương cảm thấy đối phương biểu hiện rất chân thành hắn vẫn không cảm thấy yên lòng hừ lạnh một tiếng tay phải vỗ vào túi trữ vật. Tiểu ô quy, đi ra cho ta. Trong túi trữ vật không phản ứng chút nào, con bà nó chứ, tiểu ô quy ta cảnh cáo ngươi, lần này là do ngươi gây phiền toái, nếu ngươi dám không đi ra, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại có chuyện gì thì đừng tìm ta. Bạch tiểu thuần tức giận lên tiếng. Hắn nói thế túi trữ vật nhúc nhích, tiểu ô quy ló đầu ra ngoài, nó có chút xấu hổ, thậm chí lần đầu tiên có vẻ mặt xấu hổ thế này bạch tiểu tử đừng nóng giận ta ta cũng không nghĩ tới mà tiểu ô quy nhìn sang nhìn thấy bạch tiểu thuần vỗ tới liền không né tránh mặc cho bạch tiểu thuần nắm lấy bắt nó ra bớt nói nhảm nhìn cấm chế này có vấn đề gì hay không bạch tiểu thuần hừ một tiếng hắn bảo tiểu ô quy nhìn vào tay cự quỷ vương cự quỷ vương nhìn tiểu ô quy nội tâm cũng rất hận hắn hiểu sở dĩ bạch hạo nhìn ra thân phận của mình là vì tiểu ô quy này chương 705. Tiểu ô quy biết chuyện này là do mình gây ra, Bạch Tiểu Thuần thật tức giận, hiện tại đang lâm vào nguy cơ sinh tử, nó không qua loa cho xong việc được. Thế là giữ vững tinh thần nhìn thẳng vào cấm chế giữa hai tay cự quỷ vương. Nhìn một chút, đôi mắt Tiểu ô quy mở to, nó há to mồm. Cấm chế này thật độc, Bạch Tiểu Tử, cấm chế này có thể lạc ấn, đồ chơi này quá ác độc, đây là cấm chế sinh mệnh cùng tồn tại, người chết cự quỷ vương sẽ chết nếu hắn chết ngươi không có việc gì cự quỷ vương cúi đầu nội tâm đắng chát thầm than vì vượt qua kiếp nạn mà không động tay động chân cấm chế này hắn dự định dùng sau khi bình loạn cũng chuẩn bị cho đám thủ hạ phản loạn kia dùng lại biến thành thủ hạ của hắn mặc dù cấm chế này không phải không thể phá giải sau khi mình khôi phục tu vi cũng cần mấy năm mới phá giải được ta cho lão gia hỏa ngươi biết ngươi cũng nhìn ra ta có nhiều thủ đoạn lão tổ thiên nhân cũng bị ta làm trọng thương bỏ chạy ngươi giấu có sâu hơn nữa tiểu ô quy này cũng nhìn ra chút gì đó đây chỉ là chút thủ đoạn của ta mà thôi cho dù sau này ngươi khôi phục tu vi làm ta không sống không chết nhưng ta cũng có biện pháp trực tiếp tắt thở nếu ngươi hại ta như vậy chúng ta cùng chết bạch tiểu thuần nghe tiểu ô quy nói thì uy hiếp cự quỷ vương ta không sợ ngươi ngươi cũng đừng hại ta ta bảo vệ ngươi một tháng ngươi cho ta thiên nhân hồn. Chuyện này bỏ qua. Cự Quỷ Vương trầm mặt không nói, sau một lúc lâu mới nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, trầm giọng mở miệng. Bản vương hứa hẹn chưa bao giờ đổi ý, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chỉ cần Bạch Hạo ngươi có thể bảo vệ ta một tháng, sau khi bản vương khôi phục tu vi sẽ không dùng thủ đoạn nào với ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn Cự Quỷ Vương một chút, hắn trầm ngâm sau đó cầm những đồ vật và túi trữ vật giao cho Cự Quỷ Vương cự quỷ vương nếu hai ta đã như thế ngươi mau xóa ấn ký trên pháp bảo và túi trữ vật đổi thành của ta như vậy khả năng chúng ta bỏ chạy càng lớn hơn một chút bạch tiểu thuần lập tức mở miệng trong túi trữ vật đều là một chút tạp vật còn có đồ vật ta ưa thích cho dù ta xóa ấn ký đi ngươi cũng không có khả năng lạc ấn lên pháp khí của ta số pháp khí này chỉ có thiên nhân mới có thể dùng cự quỷ vương do dự một chút hắn thấy bạch tiểu thuần lại bắt đầu trừng mắt hắn thầm than một tiếng, hắn ngược lại không nói dối, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không tin, hắn không có cách nào, mặc dù tu vi giảm xuống không thể điều khiển pháp bảo nhưng xóa lạc ấn vẫn làm được. Hắn nhanh chóng xóa ấn ký trên pháp khí, Bạch Tiểu Thuần kích động mở túi trữ vật. Sau khi nhìn vào trong liền kinh hải, bên trong có vô số hồn dược. Còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo, những kỳ trân dị bảo này không phải pháp khí, mà là một ít trân bảo phàm nhân ưa thích. Đây là tạp vật, Bạch Tiểu Thuần mím môi, mặc dù kỳ quái tại sao Cự Quỷ Vương ưa thích những đồ chơi này, nhưng hắn nhanh chóng nhìn lên trường thương màu đỏ, hắn cảm nhận khí tức đáng sợ trên trường thương, Bạch Tiểu Thuần muốn lạc ấn vào nhưng đúng như Cự Quỷ Vương nói, căn bản không cách nào dung nhập vào trong. Vật phẩm khác cũng như vậy, Bạch Tiểu Thuần lâm vào đường cùng đành thu hồi, hắn đánh giá Cự Quỷ Vương vài lần. Lúc này mới gật đầu đạt thành ước định với Cự Quỷ Vương. Nội tâm Cự Quỷ Vương thở ra hắn bảo Bạch Tiểu Thuần dẫn hắn đi vào rùa đá. Bạch Tiểu Thuần chần chờ cảm thấy việc này không ổn, không nói ba đại gia tộc nhất định trọng điểm phong tỏa ma lao, chính mình đi cũng không thể vào được. Còn một nguyên nhân khác, theo hai người ước định, bắt đầu từ bây giờ, mặc dù Bạch Tiểu Thuần nhưng trong lòng không nắm chắc, một khi để cự quỷ vương nắm quyền chủ động nhanh như thế, Bạch Tiểu Thuần không yên lòng. Ta có kinh nghiệm chạy trốn hơn ngươi nhiều, suốt mấy năm qua, chuyện khác ta không dám nói chuyện chạy trốn ta làm rất nhiều lần bạch tiểu thuần ngạo nghễ lên tiếng hắn dẫn cự quỷ vương rời đi ngươi cự quỷ vương không vui đúng lúc muốn lên tiếng bạch tiểu thuần không kiên nhẫn vỗ đầu cự quỷ vương im miệng là ngươi bảo hộ ta hay là ta bảo vệ ngươi bạch tiểu thuần lườm cự quỷ vương cảm giác khi dễ bán thần vô cùng kích thích hiện tại đã làm quen rồi cự quỷ vương cắn răng nhưng không có cách nào đành biệt khuất đi theo Bạch Tiểu Thuần không để ý tới Cự Quỷ Vương, hắn biết muốn rời khỏi thành Cự Quỷ độ khó quá lớn, hiện tại người của ba đại gia tộc và nhiều người khác đang tìm kiếm bản thân mình. Không có cách, chỉ có thể đi những truyền tống trận mà Từ Thế Hữu nói tới. Hy vọng có thể mau chóng tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm kia, như vậy chạy đi 10 vạn dặm sẽ an toàn hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại phương vị trận pháp do Từ Thế Hữu nói tới hắn nhanh chóng đi tới gần không bao lâu đã mang theo cự quỷ vương biệt khuất đi tới hậu viện một lậu các sụp đổ dưới ánh mắt hiếu kỳ của cự quỷ vương bạch tiểu thuần dò xét chung quanh sau khi xác định chính là nơi đây thì hắn nâng chân phải đạp mạnh xuống đất quanh mặt đất sụp đổ để lộ vết nứt bạch tiểu thuần nâng tay phải ấn vào vết nứt hắn rót tu vi vào trong nháy mắt hào quang truyền tống xuất hiện cái này hai mắt cự quỷ vương co rút và sinh ra hào quang kỳ lạ trong nháy mắt truyền tống trận vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương biến mất ngay lập tức. Vào lúc bọn họ biến mất không lâu, lập tức liền có hơn 10 đạo hào quang bay tới, sau khi nhìn thấy truyền tống trận, sắc mặt mọi người biến hóa, mà truyền tống trận hoàn thành truyền tống liền sụp đổ, sắc mặt bọn họ càng khó coi. Cùng lúc đó trong khu vực khác tại thành Cự Quỷ, nơi này là dân trạch, hào quang nhỏ yếu sáng lên. Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương xuất hiện tại nơi này bạch tiểu thuần nôn nóng tuy hắn biết rất nhiều trận pháp nhưng không biết vị trí của truyền tống trận mười vạn dặm hắn chỉ có thể tìm từ từ hắn mặc dù như vậy cự quỷ vương lại hít sâu một hơi tâm thần rất chấn động vừa muốn hỏi thì nhìn thấy bạch tiểu thuần đắm một quyền vào mặt đất trong nháy mắt truyền tống trận tỏa sáng đảo mắt mang theo hai người biến mất vào lúc này trong toàn bộ thành cự quỷ sớm đại loạn toàn bộ thành trì bị phong tỏa thậm chí ở ngoài thành còn an bài không ít hồn tu, một khi Bạch Tiểu Thuần bay ra từ nơi nào cũng bị vây công. Chương 706 Sau khi phong tỏa bên ngoài, càng nhiều nhân mã bắt đầu tìm kiếm chung quanh, nhất là khu vực Bạch Tiểu Thuần rời đi trước đó, lão tổ thiên nhân của Trần Gia tự mình hiện thân và bắt đầu tìm kiếm, nơi này có bán thần hồn nổ tung quấy nhiễu hư vô, cho nên khí tức trong thành cự quỷ hỗn loạn, thần thức tu vi thiên nhân không thể mở ra quá xa bằng không muốn tìm bạch tiểu thuần là chuyện dễ dàng lúc này chỉ có thể phân tán tìm kiếm trừ lão tổ trần gia ra còn có lão tổ thái gia sau khi đuổi theo lão tổ bạch gia tới thành bạch gia ánh mắt lóe sáng quay người trở về hắn bay thẳng tới thành cự quỷ gia nhập vào tìm kiếm lúc này thành cự quỷ còn có hai vi cường giả thiên nhân chính là u minh công cùng vô thường công u minh công muốn đi tìm kiếm nhưng sau khi biết bản tôn cự quỷ vương đi với bạch thạo U Minh Công quyết đoán làm việc khác, không cần hắn tiếp tục tham dự, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản Vô Thường Công tìm tới Bạch Thảo. Bằng không, một khi Vô Thường Công xuất hiện trước mặt bản Tôn Cự Quỷ Vương, mang theo Cự Quỷ Vương bỏ chạy, những người khác muốn ngăn cản cũng phiền phức, U Minh Công quả quyết xuất thủ chém giết với Vô Thường Công, không đấu sinh tử, chỉ là kiềm chế đối phương. Vô Thường Công hiểu tâm tư của đối phương, nội tâm thầm than một tiếng, hiểu rõ mình không có khả năng ngăn cản việc này. Kể từ đó thiên nhân trong thành đi tìm tung tích của Bạch Tiểu Thuần, trừ hai người bọn họ, người ba đại gia tộc, sáu quân đoàn của thiên hậu bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm trong thành cự quỷ. Đám người tìm kiếm trong thành cự quỷ, Bạch Tiểu Thuần mang theo cự quỷ vương, truyền tống khắp nơi. Mỗi một lần xuất hiện đều ở trong trận pháp, tìm không thấy truyền tống trận truyền tống mười vạn dặm kia, Bạch Tiểu Thuần đành phải thử từng cái, trong thành trì không ngừng có hào quang truyền tống sáng lên. Khi thì phía Tây, khi thì phương bắc không ngừng tán loạn tại các nơi trong tòa thành. Người ba đại gia tộc và sáu quân đoàn Thiên Hầu cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần có truyền tống trận, mọi người vô cùng khiếp sợ trong thành cự quỷ có nhiều trận pháp như thế, nhưng bất đắc dĩ cắn răng đuổi theo, phàm là nơi có hào quang truyền tống sẽ có người đuổi tới. Không phải, cũng không phải, a. À. Nơi này là bí trận, bất tử cấm. Hào quang truyền tống nổ vang, lần lượt quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền tống cự quỷ vương nhìn mà trận mắt khá hốc mồm vào lúc này bạch tiểu thuần xuyên qua một chỗ bí trận cưỡng ép truyền tống lúc xuất hiện tại đình viện phía tây thành cự quỷ trận pháp vừa sáng lên đã có thân ảnh đáp xuống chung quanh còn có tiếng gào thét tộc trưởng trần gia mang theo tộc lão và không ít tộc nhân trần gia chạy tới nơi này trong nháy mắt hào quang truyền tống xuất hiện bọn họ không chần chờ đuổi tới đình viện này bạch tiểu thuần và cự quỷ vương hiện thân là bạch hạo thông tri lão tổ. Đám người lập tức xuất thủ, lúc này có rất nhiều thần thông và pháp bảo tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn không mở trận pháp, kéo cự quỷ vương lui ra sau. Trong nháy mắt trút lui đã nghe tiếng nổ vang vọng bốn phía. Đình viện chỗ hắn đứng xuất hiện hố sâu, kiến trúc chung quanh nổ tung, vô số đá vụn văng khắp nơi, Bạch Tiểu Thuần hóa thành tàn ảnh mang theo cự quỷ vương xông ra ngoài. Lúc hắn xông ra ngoài, trước mặt xuất hiện cây quạt như muốn quét sạch thiên địa, nó mang theo huyết vụ nồng đậm ngăn cản đương đi. Trong huyết vụ còn có hơn vạn hài đồng nhiễm máu tươi. Mỗi hài đồng chừng 4 năm tuổi, toàn thân chúng đỏ rực giống như bị lột da, đôi mắt đầy thê lương, chúng oán độc lao về phía bạch tiểu thuần, hết lần này tới lần khác lại nghe tiếng kêu khóc. Thúc thúc, cứu lấy chúng ta, thúc thúc, cứu mạng, ta đau quá, thúc thúc, đau quá. Những âm thanh này vô cùng quỷ dị nhìn thấy cảnh này, chẳng những bạch tiểu thuần nơi giật mình, ngay cả cự quỷ vương cũng nhìn chầm chầm. Vạn Anh huyết phiên. Trần gia dám tạo ra vật này trong thành cự quỷ. Ánh mắt cự quỷ vương xuất hiện thần thái sắc bén, hắn tức giận quát lớn. Vạn Anh huyết phiên cần dùng 10 vạn hài đồng tế tự mới có thể luyện chế, thuộc về tà bảo, cho dù trong mang hoang, bởi vì cực kỳ bi thảm làm đất trời oán giận cho nên bị cấm kỵ. Một khi phát hiện sẽ trừng phạt rất nặng, Tộc trưởng Trần Gia lại luyện ra nó, rõ ràng vừa luyện ra không lâu nên không cách nào dùng toàn lực của nó, cho dù như vậy mùi huyết tinh cũng nồng đậm kinh người. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện sát cơ. Loại chuyện này, mặc kệ ở nơi nào cũng làm nhân thần căm phẫn, cho dù nơi này là mang hoang, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy cũng sinh ra sát ý cực mạnh. Trần mổ bái kiến cự quỷ vương, chuyện huyết phiên không cần nhọc vương gia quan tâm. Giọng nói âm lãnh vang lên trong huyết vụ, một thân ảnh thon dài hiện thân. Người này hơn 40 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, tiên phong đạo cốt. Đôi mắt âm lãnh nói rõ tính cách âm tàn độc ác, chính là tộc trưởng Trần gia, trong lúc nói chuyện hắn liền bấm niệm pháp quyết, huyết vụ quay cuồng, tất cả huyết anh đều tấn công Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó tộc lão Trần gia và người gia tộc khác đều xuất thủ, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn bấm niệm pháp quyết cầm vĩnh dạ tán ngăn cản trong lúc ngăn cản hắn lui ra sau, vận dụng hám sơn đâm thẳng vào tộc trưởng Trần Gia. Cút về. Tộc trưởng Trần Gia cười lạnh, hắn hất tay áo, tu viên nguyên anh bộc phát, trong huyết vụ có ba huyết anh toàn thân màu tím. Ba huyết anh có tu viên nguyên anh tấn công Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ lớn vang lên, Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn vung thân thể cự quỷ vương ngăn cản và lao lên hai bước, tốc độ bộc phát, hoàn cảnh chung quanh chậm chạp, khi hắn một bước này rơi xuống về sau, Hắn trực tiếp xuất hiện cách tộc trưởng Trần Gia Ba Trượng. Chết đi cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, hắn nâng tay phải lên, nhục thân chi lực, tu vi chi lực bộc phát, thậm chí hắn vận dụng tới Thông Thiên Pháp nhãn dưới mặt nạ. Thiên địa chấn động, sắc mặt tộc trưởng Trần Gia biến hóa, hắn biết Bạch Hạo không tầm thường nhưng không ngờ tốc độ lại kinh như thế. Lúc đối mặt với nguy hiểm hắn liền quát lớn. Huyết Anh Bạo. Rầm 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 những huyết anh lao tới gần Bạch Tiểu Thuần gào thét thảm thiết, chúng nổ tung và ngưng tụ một cái miệng máu sau lưng Bạch Tiểu Thuần, dường như muốn cắn xé thân thể Bạch Tiểu Thuần. Chương 707 Trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế thiết huyết, hắn hiểu nếu không tốc chiến tốc thắng, bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, tay trái nâng vĩnh dạ tán lên, trên vĩnh dạ tán xuất hiện bốn đạo kim vân chói mắt, toàn bộ thân dù bị Bạch Tiểu Thuần bung ra hóa thành cây dù lớn, bị Bạch Tiểu Thuần ngăn cản cái miệng sau lưng hắn lại lao thẳng về phía tộc trưởng trần gia đi chết bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng hắn nâng tay phải thi triển toái hầu tỏa đột nhiên trong tay hắn sinh ra hấp lực lúc này tộc trưởng trần gia biến sắc muốn tránh né nhưng không kịp bạch tiểu thuần có nhục thân quá mạnh tốc độ quá nhanh trong chớp mắt toái hầu tỏa của hắn đã tới cổ tộc trưởng trần gia nhìn thấy sắp vẫn lạc tộc trưởng trần gia sợ hãi ánh mắt của hắn không dám tin nhưng vào lúc này thiên địa biến hóa thân ảnh còn ở xa, giọng nói đã xuyên thấu hư vô, trực tiếp tiến vào đầu Bạch Tiểu Thuần và nổ tung. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hắn không tự chủ lui ra sau vài bước, tộc trưởng Trần Gia vui mừng, hắn tranh thủ thời gian né tránh công kích. Trong nháy mắt tộc trưởng Bạch Gia sắp thoát khốn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, tay phải không bóp được cổ tộc trưởng Trần Gia, hắn lại bắt lấy cánh tay đối phương và xé mạnh, răng rắc, sau đó là tiên kêu thảm thiết cánh tay phải tộc trưởng trần gia bị bạch tiểu thuần xé xuống phun máu tươi sắc mặt tộc trưởng trần gia trắng bệch hắn lui ra sau thật nhanh đột nhiên trong thiên địa có một bóng người dường như bước ra khỏi hư vô thân ảnh bước về phía bạch tiểu thuần đó là một cái lão giả tu vi thiên nhân chính là lão tổ trần gia bạch tiểu thuần hít thở dồn dập thân thể lui ra sau nhưng nội tâm không cam lòng tộc trưởng trần gia luyện chế huyết anh phiên diệt tuyệt nhân tính cỡ noạch tiểu thuần rung động sát ý thiêu đốt hừng hực nhưng vẫn lui lại, bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, hắn xuất đại cung luyện linh 14 lần. Hắn kéo cung nhưng sinh ra tiếng kêu ông ông, dường như chung quanh bạch tiểu thuần xuất hiện lỗ đen, khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Thậm chí còn có một mũi tên cũng được luyện linh 14 lần cũng nằm trên dây cung, cây cung nhắm vào lão tổ trần gia. Đột nhiên buông tay, mũi tên hóa thành hắc long bắn thẳng vào tộc trưởng trần gia. Sau khi bắn ra một tiễn vừa rồi, Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại, hắn rời đi thật nhanh. Sắc mặt tộc trưởng Trần gia tái nhợt, mắt thấy nguy cơ, đột nhiên hắn nghe được tiếng hừ lạnh, người vừa tới chính là lão tổ thiên nhân của Trần gia, thân ảnh của hắn mơ hồ, hắn nâng tay phải bóp lấy đầu mũi tên. Oanh, mũi tên sụp đổ. Sắc mặt lão tổ thiên nhân của Trần gia vô cùng âm trầm, nếu vừa rồi hắn không cứu tộc trưởng Trần gia, hắn có nắm chắc khi vừa xuất hiện sẽ bắt giữ Bạch Tiểu Thuần chỉ cần lưu lại chậm trễ chút thời gian giờ phút này nhìn thấy bạch tiểu thuần bỏ chạy trong mắt của hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt nhưng cũng có kiên kỵ dù sao bạch hạo không biết dùng thủ đoạn gì làm lão tổ bạch gia trọng thương sắp chết hắn không theo bước lão tổ bạch gia ánh mắt chớp động bỗng nhiên truy kích lúc hai tay bấm niệm pháp quyết đám người mặt giáp đen xuất hiện sau lưng mỗi người đều có khí tức nguyên anh đại viên mãn ba động bay thẳng về phía bạch tiểu thuần tiếng nổ lớn vang lên lão tổ thiên nhân trần gia và mấy quỷ hồn mặt giáp đen tu viên nguyên anh đại viên mãn đang truy kích. Nếu không phải kiên kỵ bạch tiểu thuần vẫn còn thủ đoạn uy hiếp thiên nhân, lão tổ trần gia nhất định tới gần bắt giữ bạch tiểu thuần, hắn không dám đặt cược. Lão tổ bạch gia bi thảm xuất hiện trong mắt hắn, hắn rất rõ ràng, nếu lão tổ bạch gia phản ứng chậm một chút, chỉ sợ không thể về thành bạch gia, cơ hội tốt như thế, mình và lão tổ thái gia nhất định nắm chắc, cho dù không thể diệt bạch gia, cũng có thể làm lão tổ bạch gia phân đủ lợi ích mới được. Nghĩ tới đây hắn càng không dám đánh cược, trong mắt xuất hiện hàng quan, hắn bấm niệm pháp quyết, mấy quỷ ảnh mặt giáp đen quanh hắn gia tăng tốc độ. Khoảng cách bạch tiểu thuần càng ngày càng gần. Bạch tiểu thuần nhìn thấy đám quỷ hồn giáp đen tới gần liền run rẩy, hắn vô cùng khẩn trương, ngay cả cự quỷ vương bị hắn sách trong tay cũng biến sắc, bởi vì hắn phát hiện không ổn. Ta bảo ngươi quay về ma lao mà ngươi không nghe cự quỷ vương sốt ruột nói một câu. Im miệng. Bạch Tiểu Thuần không chút khách khí hét lớn một tiếng, không để ý cự quỷ vương, hắn tránh né mấy đạo thần thông sau lưng, hắn gia tăng tốc độ bay vào một hẻm nhỏ. Vừa vào nơi này, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chung quanh, hắn không do dự phá tan một vách tường. Xuất hiện trong một đình viện, đây là một đại hộ, Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước vào đã nghe tiếng thét vang lên, rất nhiều tôi tớ hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần, lập tức lui ra phía sau bạch tiểu thuần bước nhanh về phía trước hắn xuất hiện tại hồ nước của đình viện hắn đánh một chưởng vào mặt hồ tiếng nổ vang lên hào quang trận pháp bao phủ chung quanh cùng lúc đó mấy quỷ ảnh giáp đen mang theo sát khí và thi triển thần thông đánh xuống toàn bộ hồ nước sụp đổ trong vô số giọt nước không nhìn thấy thân ảnh bạch tiểu thuần cùng lúc đó tại phạm vi ba ngàn trượng gần hồ nước có hào quang truyền tống sinh ra bạch tiểu thuần và cự quỷ vương xuất hiện tại nơi này đáng chết Tại sao không có truyền tống 10 vạn dặm? Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, hắn muốn tiếp tục truyền tống thì nghe tiếng quát lớn, thiên nhân của Trần Gia Na Di tới nơi này, trước kia hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lợi dụng truyền tống trận bỏ chạy, tránh thoát hắn và quỷ ảnh truy sát. Lão tổ Trần Gia Kinh Hải nhìn những truyền tống trận này, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, vào lúc này không lo được quá nhiều, trong mắt lộ sát khí, hắn nâng tay phải vỗ vào vị trí Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Một chưởng ấn đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là một kích của thiên nhân, uy lực to lớn có thể nghiền nát tám phương. Bạch Tiểu Thuần hét lên đánh vào mặt đất, truyền tống trận sáng lên, chưởng ấn đánh xuống, nơi Bạch Tiểu Thuần vừa đứng hóa thành tro bụi, nhưng thân ảnh của hắn và cự quỷ vương đã biến mất không còn. Đây là trận pháp gì? Sắc mặt lão tổ Trần gia âm trầm, hắn thân là thiên nhân, một kích vừa rồi có thể phong tỏa hư vô làm truyền tống mất hiệu lực. Bạch Tiểu Thuận có thể truyền tống không nhìn phong tỏa. Người trốn không thoát. Lão Tổ Trần Gia tức giận, hắn nâng tay phải lên, hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Hình ảnh bao quát toàn bộ thành cự quỷ. Chương 708 Trong hình ảnh kia, tại một khu vực của thành cự quỷ có hào quang truyền tống xuất hiện, lão Tổ Trần Gia hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi vào trong hình ảnh. Cùng lúc đó điểm sáng truyền tống trong hình ảnh là con phố mua bán phồn hoa, bây giờ thành cự quỷ đại loạn nơi này vắng lặng không ít khi truyền tống xuất hiện hai người bạch tiểu thuần xuất hiện trong một cửa hàng ngươi ngươi có bao nhiêu truyền tống trận mắt thấy lại bị truyền tống cự quỷ vương ngạc nhiên hỏi một câu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bạch tiểu thuần trong lòng của hắn chấn kinh và mờ mịt thực sự không nghĩ ra tại sao thành cự quỷ lại có nhiều truyền tống tận mình không biết truyền tống trận của ta có rất nhiều Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nội tâm của hắn rầu rĩ, hắn biết truyền tống trận rất nhiều, cho nên hắn không biết truyền tống trận 10 vạn dặm nằm ở đâu, chỉ có thể dựa vào vận khí nhưng chưa chạm tới. Oanh, truyền tống trận mở ra, truyền tống trận bao phủ hai người và biến mất, hư vô trong cửa hàng vặn vẹo, lão tổ Trần gia bước ra, hắn điểm một cái, truyền tống trận sụp đổ. Sắc mặt của hắn khó coi, lửa giận trong mắt càng nhiều. Hắn tiến vào hư vô lần nữa. Lão phu muốn xem ngươi có thể truyền tống bao nhiêu lần. Oanh, thời gian nửa nén nhang sau đó, tại nhiều nơi trong thành Cự Quỷ không ngừng có tiếng nổ sinh ra, Bạch Tiểu Thuần đã liều mạng mang theo Cự Quỷ Vương, hắn vận dụng không biết bao nhiêu truyền tống trận, mỗi một lần mới vừa xuất hiện, lão tổ Trần gia hiện thân, trong nháy mắt phá tan trận pháp. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chậm một chút sẽ bị tác động, kích thích và khẩn trương làm Bạch Tiểu Thuần nổi điên, hắn không lãng phí thời gian, lập tức truyền tống ngay sau đó mặt hắn truyền tống thế nào vẫn không tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm. Hắn đã phát cuồng, lão tổ trận gia cũng phát điên, hắn cảm thấy bạch hạo người cũng như tên, hắn như con chuột chạy khắp thành cự quỷ thần không biết quỷ không hay, lại đào ra nhiều cái động như thế. Hắn không giống đang bỏ chạy, càng giống tìm kiếm cái gì đó, chẳng lẽ trong số truyền tống trận này tồn tại một trận pháp truyền tống phạm vi lớn giúp hắn chạy xa. Nội tâm lão tổ trần gia rung động, nghĩ tới đây hắn bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại nơi Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương xuất hiện, hắn nâng tay hủy diệt trận pháp. Hắn nhìn mặt đất không có vết tích liền quát lớn. Tiếng rống truyền khắp toàn thành. Bạch Hạo, tại sao ngươi chịu khổ mang theo Cự Quỷ Vương để nguy hiểm tính mạng? Đây là thù hận giữa ba đại gia tộc chúng ta và Cự Quỷ Vương, ngươi không cần tham dự vào. Bạch Hạo, giao Cự Quỷ Vương cho chúng ta, ngươi yên tâm, an toàn của ngươi, lão phu hứa hẹn sẽ bỏ qua tất cả bạch hạo chuyện của ngươi cùng bạch gia lão phu cũng có thể hóa giải giúp ngươi thậm chí xóa bỏ cũng không phải không có khả năng ngươi chỉ cần giao cự quỷ vương ra chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi rời đi thậm chí ngươi muốn cái gì chúng ta trao đổi cũng có thể lời này quanh quẩn khắp thành trì thân ảnh bạch tiểu thuần xuất hiện tại một trận pháp hắn cũng nghe thấy lời lão tổ trần gia nói tóc tai của hắn bù xù rất chật vật lão tổ trần gia nói không khác gì lời dụ hạt làm bạch tiểu thuần động tâm làm nội tâm hắn suy nghĩ miên man cự quỷ vương cũng bị bạch tiểu thuần nắm trong tay sau khi nghe lão tổ trần gia gọi hàng đột nhiên đôi mắt hắn co rút nội tâm vô cùng khẩn trương nhất là nhìn thấy bạch tiểu thuần do dự tâm thần hắn rung động không tốt bạch hạo tâm ngoan thủ lạc hám lợi nếu không có nguy hiểm không nói chỉ khi nào gặp nguy hiểm tiểu tử này sẽ giao ta ra ngoài vào lúc cự quỷ vương khẩn trương, hắn đang cân nhắc nên hóa giải như thế nào, bạch tiểu thuần liếm môi, lão tổ trần gia đánh chủ ý rất không tệ, chính mình trước đó đạt thành ước định với cự quỷ vương, nếu bây giờ đổi ý thì có chút không đúng. Lão tổ trần gia nói thế là do sốt ruột, chỉ cần ta tìm được được truyền tống 10 vạn dặm, bằng vào tốc độ của ta, kéo dài thời gian cũng có thể, nếu như kiên trì, thu hoạch sau này càng lớn. Ánh mắt bạch tiểu thuần chấp động, thầm nghĩ nếu như cuối cùng thật cùng đường mạc lộ, cũng không nên trách mình. Huống hồ, trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ba đại gia tộc và cự quỷ vương đều không thể tin, so sánh với nhau, cự quỷ vương vẫn yên tâm hơn một ít. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần kéo cự quỷ vương, hắn tiếp tục truyền tống và ngẩng đầu hô to. Đừng nhiều lời, Bạch Hạo ta cả đời này tuân thủ hứa hẹn, càng trọng ân, cự quỷ vương có ân với ta, mà ta đã đáp ứng hắn, muốn ta bảo hộ hắn, ta sẽ không nuốt lời ta bạch hạo chỉ cần hai tay của ta còn khí lực ta tuyệt đối không giao cự quỷ vương cho các ngươi bạch tiểu thuần giữa nói xong toàn thân của hắn sinh ra hạo nhiên chính khí câu nói này âm vang hữu lực truyền khắp bốn phương toàn thân cự quỷ vương chấn động lúc ngẩng đầu nhìn bạch tiểu thuần còn cười khổ cáo già dạ như hắn làm sao không nghe ra ẩn ý trong lời bạch tiểu thuần nói chứ nói thầm một tiếng xảo quyệt nội tâm cũng có cảm khái cho dù như thế nào, thời điểm này hắn còn chưa bị Bạch Tiểu Thuần bỏ rơi. Muốn chết. Sắc mặt lão tổ trần gia dữ tợn, thân ảnh đã xuất hiện tại vị trí Bạch Tiểu Thuần truyền tống, hắn vung tay làm bốn phương sụp đổ, hắn tiếp tục truy sát Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những hắn đang đuổi giết, lão tổ thiên nhân của Thái Gia cũng đang tới đây. Hắn phối hợp với lão tổ trần gia cho nên Bạch Tiểu Thuần truyền tống khó khăn hơn trước. Trong lúc truyền tống còn xen lẫn các bí trận, loại bí trận cần thủ đoạn đặc thù mới có thể bước vào, Bạch Tiểu Thuần có biện pháp xâm nhập, hắn cần thi triển bất tử cấm nhưng cần thời gian. Lão Tổ Trần Gia truy sát như xét đánh, kể từ đó tình huống kéo dài, khi gặp bí trận Bạch Tiểu Thuần vừa mới dùng bất tử cấm tiến vào truyền tống trận, không đợi hắn truyền tống thì lão Tổ Trần Gia đã tới nơi. Tại thành Tây Vắng vẻ có không ít kiến trúc, còn có một số lâu tháp, những kiến trúc này tồn tại quá lâu thậm chí nghe nói có không ít xây dựng khi thành cự quỷ vừa thành lập. Ngày bình thường, nơi này không có nhiều hồn tu nhưng rất an tĩnh, hiện tại thành cự quỷ đại loạn, lòng người bàn hoàng, nơi này càng không có thân ảnh nào, chỉ có lão tổ trần gia xuất hiện trên bầu trời. Bạch Hạo, lần này, ngươi không có cơ hội. Lão tổ trần gia sát ý ngập trời, hắn nói xong liền vỗ mạnh về phía Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Chương 709 bàn tay huyễn hóa trưởng ấn thật lớn như che đậy thiên địa, nó giáng lâm nơi này, bầy trời như lõm xuống, kiến trúc sắp sụp đổ. Sắc mặt bạch tiểu thuần trắng bệch hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn biết mình khó né tránh, một khi đối kháng sẽ phá hủy truyền tống trận, mình muốn đi tìm truyền tống trận tiếp theo sẽ vô cùng gian nan. Nghĩ tới đây, bạch tiểu thuần nâng cự quỷ vương ngăn cản một chưởng của lão tổ trần gia, hắn vỗ một chưởng vào mặt đất. Hắn dự định mượn Cự Quỷ Vương chống cự và cưỡng ép truyền tống tìm sinh cơ. Cự Quỷ Vương bị khuất và bất đắc dĩ, hắn biết tình thế nguy hiểm, cho dù tu vi bị giải tán cũng phải ngăn cản một chưởng này. Nói thì dài dòng nhưng diễn ra quá nhanh, Cự Quỷ Vương ngăn cản một chưởng của lão tổ Trần gia, hắn kêu lên đau đớn máu tươi phun ra như suối. Trong máu còn có mảnh vụn nội tạng. Trong nháy mắt hắn bị trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu tươi đột nhiên mặt đất xuất hiện hào quang lập lòe, trong khi lão tổ trần gia nhíu mày, bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng. Truyền tống Trận pháp nổ tung nhưng không có truyền tống, lúc này mặt đất rung động mạnh, từng khối gỗ trong kiến trúc phế tích rơi xuống. Những cây gỗ này đủ loại hình dáng, thậm chí còn có một ít đồ vật kim loại bay tới phế tích, chúng nhanh chóng ngưng tụ với nhau. Bạch tiểu thuần sững sờ, cự quỷ vương đang phun máu tươi cũng sững sốt, ngay cả lão tổ trần gia cũng ngạc nhiên. Hắn cảm thấy không đúng. Không chờ ba người kịp phản ứng, tiếng kèn két vang lên, từng linh kiện tổ hợp trước mặt bạch tiểu thuần, chúng chấp vá lung tung tạo thành một cơ quan thú. Nửa người trên của cơ quan thú có ba đầu, sáu cánh tay, nửa người dưới giống như hung thú, tứ chi chạm đất, toàn thân đầy vết ngấn tan thương, dường như năm tồn tại vô số năm, hiện tại vừa xuất hiện liền ngẩng đầu gào thét vang vọng bốn phương trong tiếng gầm mang theo ba động của thiên nhân khí thế bùng nổ bao phủ thành cự quỷ tất cả mọi người đều biến sắc lão tổ trần gia mở to mắt hắn trợn mắt há hốc mồm cơ quan thú thiên nhân làm sao có thể đừng nói lão tổ trần gia hoảng sợ cho dù là cự quỷ vương cũng ngạc nhiên trước kia bạch tiểu thuần bố trí nhiều truyền tống trận đã làm cự quỷ vương kinh hãi hắn không ngờ tại nơi này tồn tại cơ quan thú thiên nhân mặc dù hắn cũng nhìn ra cơ quan thú này tàn phá sợ không kiên trì bao lâu đã sụp đổ dù sao đây cũng là cơ quan thú thiên nhân phải biết mang hoang sớm thất truyền bí thuật thế này hôm nay lại xuất hiện tại thành cự quỷ còn do bạch tiểu thuần mở ra hắn thật sự không biết bạch hạo có thần thông bản lĩnh gì từ khi đi vào thành cự quỷ chưa tới nửa năm lại làm nhiều việc dưới mí mắt của hắn như thế cự quỷ vương không tin nổi dù sao thành cự quỷ là của hắn Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần bố trí thế nào, lại liên tưởng đến việc đối phương bắt giữ mình, lại hạ cấm chế, cho dù Cự Quỷ Vương không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói mọi người đều đánh giá sai về Bạch Hạo này. Dù vậy ánh mắt của hắn sáng lên, suy đoán những trận pháp kia không phải do Bạch Hạo bố trí, hắn đang lợi dụng. Cũng mặc kệ như thế nào, đồ vật có thể lợi dụng cứ lợi dụng, bởi vì hắn là tuyệt thế thiên kiêu giả heo ăn thịt hổ. Nội tâm Cự Quỷ Vương chấn động, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo ánh sáng kỳ dị. Sâu trong nội tâm còn mang theo phức tạp khó nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc một chút, hắn nhìn cơ quan thú khí thế kinh người, bỗng nhiên nghĩ đến từ thế hữu đích thật có nói qua, tổ tiên của hắn có lưu lại cơ quan thú tại truyền tống trận nhằm phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại nội tâm kích động không nói thành lời. Giết người này. Bạch Tiểu Thuần đứng trước truyền tống trận, lúc hắn vừa lên tiếng, ánh mắt cơ quan thú đỏ rực, tiếng kêu ken két vang lên nó trực tiếp tấn công lão tổ trần gia tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên bạch tiểu thuần hít sâu một hơi hắn ấn xuống mặt đất trong nháy mắt hào quang truyền tống sinh ra hắn nắm lấy cự quỷ vương mang đi lão tổ thiên nhân trần gia gào thét hắn muốn đuổi theo nhưng bị cơ quan thú ngăn cản căn bản không thể xuất thủ ngăn cản cơ quan thú tồn tại quá lâu gần tới biên giới tàn phá lúc bắt đầu còn đấu ngang tay về sau lâm vào hạ phong qua một lúc ánh mắt cơ quan thú bộc phát màu đỏ rực, sắc mặt lão tổ trần gia biến hóa, hắn nhớ tới sách cổ ghi về cơ quan thú, cơ quan thú thiên nhân có lực tự bạo cực kỳ khủng bố. Không tốt. Lão tổ trần gia hải nhiên, hắn lập tức lui ra phái sau, trong người cơ quan thú có ánh lửa xuất hiện. Ngay sau đó ánh lửa bộc phát dữ dội. Hư vô vặn vẹo, mặt đất trung động, sóng nhiệt và cuồng phong quét ngang thành cự quỷ, vô số người biến sắc la thất thanh, Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện tại khu vực khác, hắn cũng nhìn thấy sóng nhiệt đầy trời. Cơ quan thú tự bạo. Cự quỷ vương đẫm máu, thân sắc quể oải nhưng ánh mắt sáng rực nhìn vị trí sóng nhiệt bộc phát. Vào lúc này có tiếng gào thét điên cuồng vang lên, sóng nhiệt tản đi, đó là lão tổ trần gia, tóc tai hắn bù xù, thân thể run rẩy, quần áo tàn phá, mặc dù hắn không tử vong nhưng lại bị trọng thương, nội tâm hận bạch tiểu thuần ngập trời hắn lựa chọn giống lão tổ bạch gia sau khi gào thét liền hóa thành hào quang bay về thành trần gia hắn nhất định phải chữa thương thật nhanh tránh người khác thừa cơ mà vào không ít người trong thành cự quỷ nhìn thấy bọn họ hít khí lạnh bọn họ sợ hãi bạch hạo hơn trước trời ạ à, lão tổ bạch gia truy sát bạch hạo bị trọng thương lão tổ trần gia truy sát bạch hạo cũng bị trọng thương bạch hạo có thủ đoạn quá kinh người sát thủ thiên nhân đấy Bạch Hạo này quả thật là mảnh nhân. Trong thành trì, ba đại gia tộc cũng tốt, sáu đại thiên hầu cũng được, tâm thần bọn họ sợ hãi không nhỏ. Sáu đại thiên hầu không có thủ đoạn thiên nhân, không cách nào tùy thời truy kích Bạch Tiểu Thuần, hiện tại trong lòng có chút may mắn, bọn họ thật sự bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp hoàn toàn. Cùng lúc đó tiếng nói đắc ý và phách lối của Bạch Tiểu Thuần truyền khắp tòa thành. Thấy chưa, kẻ nào dám chọc ta, ta vừa ra tay, Chính mình cũng sợ hãi. Thần thông như vậy ta còn có thể thi triển 99 lần. Trong thành cự quỷ, phàm là người nghe câu này liền do dự, lúc lão tổ Bạch gia trọng thương, Bạch Tiểu Thuần cũng nói câu tương tự, mặc dù người ta nửa tin nửa ngờ nhưng sâu trong lòng có cảnh giác. Cũng có phòng bị. Sau khi lão tổ Trần gia cũng gặp chuyện như thế liền làm người khác không dám nghĩ nhiều. Chương 710. Nhất là lão tổ Thái gia đang truy kích cũng dừng bước hắn đang do dự, cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Sau khi vừa nghĩ tới thiên nhân của Bạch Gia và Trần Gia đều trọng thương trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn liền kiên kỵ, ánh mắt hắn nhanh chóng sinh ra hàng quan. Đúng là có nguy hiểm nhưng đây là cơ hội để Thái Gia vùng lên. Trước mắt Bạch Gia và Trần Gia cũng không ra tay, chỉ cần ta có thể đánh giết cự quỷ vương, như vậy những kẻ khác phải phục. Đến lúc đó trấn áp tám phương, nhất thống thành cự quỷ, sau đó báo cáo hoàn thành ta chính là tân cự quỷ vương, lúc đó dựa vào thân phận và tài nguyên thiên vương tấn thăng bán thần cũng không phải không thể. Lão Tổ Thái Gia nghĩ tới điểm này liền nhe răng cười lớn, hắn bắt đầu toàn lực truy tìm Bạch Tiểu Thuần. Trong thành cự quỷ lại có hào quang Bạch Tiểu Thuần truyền tống xuất hiện, thủ đoạn và tốc độ của Lão Tổ Thái Gia còn sắc bén hơn Lão Tổ Trần Gia một ít, lúc Bạch Tiểu Thuần truyền tống không đến 10 lần, hắn đã đuổi theo, không đợi Bạch Tiểu Thuần mở truyền tống trận lần nữa, hắn đã đánh một chỉ hủy diệt truyền tống trận. Âm thanh sụp đổ vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc này phía sau lão tổ Thái Gia còn có không ít người Thái Gia chạy tới. Trong đó tộc trưởng Thái Gia và từng tộc lão hóa thành hào quang đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Song song, lần này không có hy vọng. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, nội tâm run rẩy. hắn nhớ truyền tống trận ở gần nhất cũng cách đó ngàn trượng, vừa vặn phía sau có người truy kích, hắn căn bản không có cơ hội mở ra nhất là lão tổ thái gia là thiên nhân nếu không phải kiên kỵ thủ đoạn làm lão tổ bạch gia và trần gia trọng thương hắn không dám tới gần quá mức chỉ sợ hắn đã na di tới gần tiêu diệt mình rồi không có biện pháp cự quỷ vương a à, cự quỷ vương việc này cũng không nên trách ta mục tiêu của thái gia chính là ngươi ta không tin tộc trưởng thái gia có suy nghĩ trao đổi nếu lúc này ta ném cự quỷ vương ra ta vẫn có nắm chắc bỏ chạy bạch tiểu thuần không cam tâm cái mạng nhỏ của hắn là trọng yếu nhất lúc này hắn thở dài đang muốn hành động đột nhiên hắn nghe tiếng tiểu ô quy truyền âm bạch tiểu tử đừng gấp cự quỷ vương này không thích hợp gia hỏa này không phải thứ tốt quy gia ta trước đó cảm thấy hắn đang che giấu gì đó sau khi cẩn thận quan sát hừ hừ rốt cục bị quy gia ta nhìn thấu bạch tiểu tử cự quỷ vương nói dối tu vi của hắn khôi phục không cần một tháng hắn lừa gạt tất cả mọi người, căn cứ hỏa nhãn kim tinh của quy gia ta, có thể kết luận hắn nhiều nhất cần 5 ngày liền có thể khôi phục tu vi, thậm chí có thể ba ngày là đủ, hừ, gia hỏa này giấu dếm rất sâu, giả y như thật. Nếu như ngươi ném hắn, hắn nhất định có biện pháp kéo dài thời gian năm ba ngày với lão đầu thiên nhân, đến lúc đó. Nội tâm bạch tiểu thuần chấn động, vùng trộm nhìn cự quỷ vương một chút, nhìn thấy sắc mặt cự quỷ vương trắng bệch bộ dạng như đang ngẩn người, lập tức chần chờ, tiểu ô quy nói chuyện rất chắc chắn, bạch tiểu thuần càng nghĩ càng có đạo lý, như vậy mới phù hợp với tính cách đa mưu túc trí của cự quỷ vương, nội tâm hắn cười lạnh. Chỉ còn năm ba ngày. Nếu như ta bỏ hắn. Bạch tiểu thuần xoắn suýt, suy nghĩ một tháng quá lâu, nếu chỉ năm ba ngày, chính mình liều mạng, nói không chừng có thể kiên trì được, một khi cực thắng sẽ có lời lớn. Như vậy cần phải hòa hoãn quan hệ đôi mắt bạch tiểu thuần xoay động, nội tâm ho khang nhưng làm ra sắc mặt dữ tợn, trên người hắn bộc phát khí thế thiết huyết. Cự quỷ vương Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng. Cự quỷ vương trầm mặt, miệng hắn chảy máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn bạch tiểu thuần và cảm khái. Đây là muốn hủy lời hứa giao ta cho ba đại gia tộc sao? Cự quỷ vương thầm than, hắn vừa có suy nghĩ này, bạch tiểu thuần lại nói tiếp. Cự quỷ vương, ngươi là vương gia cao quý, càng là bán thần, mà bạch hạo ta chỉ là tiểu tốt vô danh tu vi kết đan. Giữa ngươi và ta chênh lệch như thiên địa, ta và ngươi không thể so sánh với nhau, trừ chuyện lần này, chỉ sợ nhân sinh của chúng ta khắp gặp nhau. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện mang theo đắng chát. Càng có thâm trầm, hắn nói như vậy đã làm cự quỷ vương sững sờ. Thậm chí người Thái Gia đang truy kích cũng dừng bước. Lúc trước ngươi xem ta như quân cờ, kéo ta vào trò chơi của ngươi, việc này nói có chút không ân nghĩa nhưng ta biết đây là nhân mà ta mang ngươi ra khỏi ma lao hoặc bởi vì oán khí hoặc bởi vì tham lam việc này ta không rõ nên nói như thế nào nhưng ta biết đây là quả nhân quả nhân quả nói không rõ không nói rõ chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ hôm nay bạch hạo ta không làm chuyện gì khác ta nhớ kỹ ước định của ngươi nhớ kỹ lời hứa với ngươi Bạch Tiểu Thuần nói chuyện còn mang theo hồi ức. Đồng thời thân thể cự quỷ vương trung mạnh, Bạch Tiểu Thuần lời nói, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cho rằng đối phương sẽ giao mình ra. Hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại nói ra mấy lời chân thành như thế, hắn là hạng người đa mưu túc trí cũng động dung, Bạch Hạo nói chính xác, hai người vốn không có gì phải gặp nhau. Cũng thừa nhận hành động của mình lúc trước đã kéo đối phương vào vòng xoáy này. Ta nói qua, sẽ bảo hộ ngươi một tháng ta nói qua tuyệt đối không từ bỏ ngươi hiện tại ta vẫn nói như vậy tử vong tính là cái gì cự quỷ vương ta gọi ngươi một câu thân lão ca lão ca nếu như không vượt qua kiếp nạn lần này trên đường hoàng tuyền lão đệ vẫn bảo hộ ngươi một tháng bạch tiểu thuần hất tay áo cười to trong nụ cười kia mang theo kiên quyết mang theo điên cuồng càng có chấp nhất sắc mặt của hắn nói rõ tất cả lọc vào mắt cự quỷ vương tâm thần cự quỷ vương sinh ra sóng lớn. Hắn đã cực kỳ lâu không cảm động qua, lúc này lý trí nói với hắn có phần không thích hợp, không phù hợp với phán đoán của hắn về Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiện tại lao tâm quá độ, đã thiếu tình cảm nhiều năm, lại trải qua phản bội liên tục, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã mệt mỏi không chịu nổi. Lại là không tự tiếp nhận chân thành của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo Nội tâm cự quỷ vương trung động, lần đầu tiên sinh ra tình cảm, trên thực tế cũng do đủ nguyên nhân mới có thể xuất hiện kết quả như vậy, đổi lúc khác, mặc cho người bên cạnh làm chuyện gì, tính cách kiêu hùng của cự quỷ vương sẽ không sinh ra mấy phần tình cảm.